chương 231, phích lịch, 4. Phi ưng cười lạnh nói, nhưng ngươi biết điều đáng sợ của Nguyên Hạo không? Chúng ta tuy rất hận Nguyên Hạo, nhưng không thể không thừa nhận hùng tài vĩ lược của y, người này thượng võ, xây dựng ngũ quân, tạo bác bộ, bản thân bản lĩnh khó lường, thuộc hạ là cao thủ như mây, phần nhiều là kỳ nhân dị sĩ, chí tại thiên hạ. Người như vậy, chúng ta tới gần cũng khó, đừng nói ám sát y, địch thanh trả lời, vậy người cho rằng người như vậy sẽ vì ngôi danh đơn đơn từ bỏ tính mạng của mình sao? Phi ưng bị kìm hãm, phản bác, ít nhất chúng ta có thể để y ném chuột sợ vỡ đồ. Đơn đơn cười nhạo nói, thì ra tên ngươi là chim ưng, nhưng chỉ là con chuột khoác lác mà thôi. Trong mắt phi ưng lóe lên chấp động, lại buông miệng nói, ngươi dám nói thêm mấy câu, sau này, chỉ sợ không còn nói. Đơn đơn im lặng, trong lòng biết mình lưỡi hại thân, không nói điều gì tốt bọn họ muốn dùng mình uy hiếp đại ca nguyên hạo tạm thời không giết mình nhưng tra tấn không thể tránh được ở đây ngoại trừ địch thanh ra chỉ sợ người xung quanh đều sẽ không đối xử tử tế với mình phi ưng thấy đơn đơn không nói trong mắt lại lóe lên phần cổ quái nói với địch thanh địch thanh cho dù ngươi không tán thành kế của ta nhưng bây giờ ngôi danh đơn đơn đã biết dụng ý của chúng ta cũng tuyệt không thể để cho nàng ta đi địch thanh hỏi ngươi có mưu kế gì chẳng lẽ bắt ngôi danh đơn đơn, thì có thể ép nguyên hạo vào khuôn khổ sao? Phi ưng đột nhiên thay đổi đề tài, ngươi có biết bây giờ ai thế vị trí của Phạm Ung không? Trong coi quân Vĩnh ưng. Thấy địch thanh lắc đầu, Phi ưng nói, là Hạ Tủng. Địch thanh âm thầm thở dài, thầm nghĩ Hạ Tủng cũng là một văn thần, tính chất so với Phạm Ung giống nhiều khác ít. Triều đình đây là đổi thang mà không đổi thuốc, chẳng lẽ Triệu Trinh còn không ý thức được nguy cơ của biên cương sao? Phi ưng chăm chọc nói, phạm ung vô năng. Hai người một chút ngoại binh cũng không biết. Hạ Tũng người này háo sắc hưởng lạc so với Phạm Ung mà nói hơn hẳn một chút. Việc đầu tiên y làm khi nhậm chức, người biết chứ. Địch Thanh lắc đầu, trong lòng càng kỳ quái. Thầm nghĩ tại sao Phi ưng đối với triều đình quen thuộc như vậy. Hơn nữa còn mưu đồ chuyện lớn, sôi sục nhiệt tình. Đây tuyệt không phải là chuyện mà một tên trộm sa mạc nghĩ tới. Phi ưng chậm rãi nói, chuyện đầu tiên Hạ Tủng làm chính là phát ra bản cáo thị, nói ai chém được đầu nguyên hạo, thưởng tiền 500 vạn quan. Địch Thanh sau một hồi lâu mới nói, cái đầu của Nguyên Hạo cũng đáng tiền. Hắn thầm nghĩ có khi nào Phi ưng muốn ám sát Nguyên Hạo là vì tiền thưởng không? Thấy Phi ưng nhướng đôi mắt phấn chấn, Địch Thanh phủ nhận cách nghĩ của mình. Phi ưng nói, Địch Thanh, ngươi có biết phản ứng của Nguyên Hạo không? Thấy Địch Thanh không nói, Phi ưng cười ha hả nói, Nguyên Hạo phát một bản cáo thị đáp lại, người có được đầu hạ tủng, tiền thưởng hai quan. Địch Thanh không thể không khen ngợi nói, Nguyên Hạo là tài năng xuất thế. So sánh, ta ngược lại kém cỏi. Hắn nghĩ, Nguyên Hạo chí tại thiên hạ, chỉ dựa vào hành động này, hạ tủng mãi xa không phải là đối thủ rồi. Mình ám sát Nguyên Hạo. So trí tuệ của Nguyên Hạo càng không địch lại. Nhưng chuyện đến nước này, lại không thể không ra tay. Phi ưng chậm rãi nói, người nói không sai. Nhưng tam xuyên khẩu đại bại, tuyệt không chỉ mấy người. Muốn trách chỉ có thể trách triều đình tại sao để phạm ung lãnh quân. Ta muốn đi ám sát nguyên hạo, không phải trí tuệ không bằng, chỉ là sinh không gặp thời mà thôi. Lúc y nói gấp bốn chữ sinh không gặp thời, lại thỏa thuê mãn nguyện, địch thanh, ta người nếu có thể nắm chắc tay bắt trong tay, dẫn quân đối kháng người đảng hạng, không cần thiết đánh lại nguyên hạo địch thanh nhìn phi ưng một hồi lâu ngươi có lẽ được ta hơn nửa phần không được phi ưng lắc đầu nói ngươi chớ kiêm tốn trước mắt đại tống không có quách đại ca ngươi có thể chặn nguyên hạo chỉ có một người người đó chính là ngươi chỉ có điều đáng tiếc ngươi chiến đấu hăng say hơn một năm lập công không ít không bị nguyên hạo kìm hãm nhưng lại bị gia pháp tổ tông đại tống những thế hệ vô năng đó kiềm chế địch thanh im lặng không nói gì nhưng trong lòng làm sao không cảm thấy được trước mắt không có sức lực lại không có chỗ dựng võ một tướng vô năng giết chết ngàn quân nhưng triều đình vô năng hắn dù có lòng vì nước lại không có chỗ phát huy quyền cước phi ưng dường như cũng đang suy nghĩ cái gì nhìn nhìn phi tuyết cuối cùng cười nói lần này nguyên hạo đánh hạ tủng thoạt chừng đã nuốt chửng hạ tủng rồi nhưng nguyên hạo rõ ràng cũng lộ ra nhược điểm Địch thanh nhíu mày, y có nhược điểm gì? Y đã kêu, kêu binh tất bại. Phi ưng tự tin nói. Y hoàn toàn không cho rằng vẫn có người dám ra tay với y, cho nên bây giờ là cơ hội chúng ta ra tay. Chỉ cần có thể đánh chết nguyên hạo, Tây Bắc có thể định, Bách Tính có thể an. Nếu Đại Tống tỉnh ngộ, thu dẹp chỗ cũ cũng là một trong hai ngày tới. Địch Thanh nghe hào tình vạn trượng của Phi ưng. Cũng biết đã đánh trúng tâm tư của hắn nhưng hắn luôn cảm thấy có chút không an vậy trước mắt chúng ta nên làm thế nào tới phủ hưng khánh nhân lúc nguyên hạo xưng đế mà ra tay cho dù chuyện không thành chúng ta có ngôi danh đơn đơn trong tay cũng giữ được đường lui phi ưng thận trọng nói ánh mắt địch thanh liếc qua đơn đơn rồi nhìn phi ưng lẩm bẩm nói phủ hưng khánh xem ra ta không đi không được rồi phi tuyết không nói tự hồ mọi người cũng nghĩ không liên quan đến mình. Nhưng đôi mắt trong suốt đột nhiên có chút gần sống, mang theo chút u sầu khó nói. Bây giờ Tây Bắc Nguyên Hạo thế lực đã hùng mạnh. Thấp thoáng có khiết đan, tư thế địa vị ngang bằng Đại Tống. Địa bàn của Nguyên Hạo lúc này có các nước như Bắc có khiết đan, Đông có Đại Tống, Tây có Cao Sương, Quy Tư, Nam có Thổ Phiên, Đại Lý. Vì Phủ Hưng Khánh tụ tập bách tính thiên hạ, lại chịu ảnh hưởng Đại Tống. Bố cục thành trì xây dựng giống như thành trường An, Tống Biện Kinh. Chỗ này có Thái Bạch Cư, ở đây có rượu lúa mì. Chỉ cần Biện Kinh có, chỗ này lại cũng bắt trước mười phần. Địch Thanh đang thầm nghĩ, thấy Phi ưng hả hê mãn chí, tự như đối với việc ám sát nguyên hạo có định liệu trước. Lúc y hẹn ta đợi ở đây. Rốt cuộc là đã tính toán chuyện gì? Địch Thanh, Phi ưng định ra kế hoạch ám sát nguyên hạo địch thanh và phi tuyết lo việc ở phủ hưng khánh phi ưng phụ trách chuyện còn lại về phần đơn đơn cuối cùng vẫn nằm trong tay của phi ưng đơn đơn ngay cả biểu lộ phản đối không cũng không có nàng giống như đã nhận lệnh phi ưng cam đoan với địch thanh không phải lúc bất đắc dĩ sẽ không làm gì đơn đơn địch thanh làm không được nhiều chỉ hy vọng phi ưng thật có thể làm như lời đã nói còn địch thanh tới phủ hưng khánh bước tiếp theo làm thế nào vẫn là một mảnh mờ mịt. Phi ưng bảo ta ở đây đợi. Nhưng, cuối cùng muốn dẫn ta đi đâu? Địch thanh nghi hoặc. Nếu không phải vì phi tuyết, hắn cũng không tới được sa mạc, càng sẽ không tới phủ hưng khánh. Đời người biển chuyển không theo chủ ý, có thể giấy lên sóng gió cuồn cuồn. Chương 232, Phích Lịch, 5 phi tuyết nói tới đó ngài tự nhiên sẽ biết nhưng bây giờ ta không thể cùng cô tới phủ hưng khánh nữa địch thanh khó xử nói ta biết hành động lần này của ta kỳ thực ngay cả một chút nắm chắc thành công cũng không có nhưng ta nhất định phải ra tay địch thanh kiên định nói quách tuân là đại ca ta không cần thêm lý do khác cái này thì đủ rồi ta biết ta rất có thể sẽ chết ở phủ hưng khánh địch thanh thần sắc lo lắng hắn đang nghĩ nếu vũ thường biết chuyện của hắn sẽ không phản đối ai rồi cũng phải chết ta không quan tâm nhưng bất luận chuyện thành hay không thành trong này hơn phân nửa sẽ loạn nếu cô có thể nói cho ta biết nơi phải đi chỉ cần ta không chết ta bò cũng sẽ bò đi đợi ta nợ tình ba người một là cô một là quách đại ca người thứ ba hắn nợ đương nhiên là nợ vũ thường, nhưng hắn không cần nói ra. Chuyện này, hắn muốn dùng cả đời để trả. Hai mắt trong mắt phi tuyết nhìn địch thanh, không hỏi người thứ ba là ai, ta chỉ có thể nói cho ngài biết, chỉ cần ngài không chết, ta sẽ tận lực dẫn ngài tới một nơi. Vì đây là chuyện chủ định trong tính mạng. Nhưng nếu ngài chết rồi, hạ tất biết nhiều chuyện. Ý của phi tuyết cũng rất rõ. Người chết như đèn tắt, không cần biết quá nhiều chuyện, rối loạn tâm ý, địch thanh uống cạn một chén, không nói thêm. Phi tuyết ngược lại mở miệng nói tiếp, ngài biết phi ưng là ai không? Ta không biết. Vậy ngài biết làm sao để xuống tay ám sát nguyên hạo không? Ta không biết. Phi tuyết chăm chọc nói, ngài cái gì cũng không biết, thế mà một mình tới phủ hưng khánh, nghe theo sự sắp đặt của phi ưng không? Cô không nói tiếp, nhưng rõ ràng cảm thấy địch thanh quá lỗ mãn. Địch thanh đột nhiên cười, ta chỉ biết, Phi ưng và Nguyên Hạo là kẻ thù. Ta chỉ biết, cho dù không có Phi ưng, ta cũng phải đi phủ Hưng Khánh. Ta chỉ biết, có khi, ta không có quá nhiều lựa chọn. Ta đương nhiên có thể không đi, nhưng sau này ta sẽ hối hận. Ngài chẳng khác nào đang đánh cuộc. Địch thanh nhìn bát rượu, rượu lúa mạch hơi vàng soi chiếu khuôn mặt hoàn toàn không giống, nhưng vẫn thấy phản phất nét u buồn. Tuổi tác có thể thay đổi dung mạo của một người, nhưng không thay đổi được bản tính của một người, cuộc đời không phải là đánh cuộc. Địch Thanh Phiền muộn nói, mỗi một lựa chọn của ta đều là đang đánh cuộc. Lựa chọn đúng thì đánh cuộc đúng, lựa chọn sai thì bồi thường ít đồ. Nhưng điều đáng buồn là, rất nhiều người không có lựa chọn nào khác. Phi tuyết ánh mắt tĩnh lặng lại gần sống, hồi lâu mới nói, vậy ta chỉ có thể nói cho ngài biết mấy chuyện. Thứ nhất, tuy đều đánh cuộc, nhưng có người cả đời đều thắng, vì họ suy tính nhiều thứ hai ta sẽ không đánh cuộc theo ngài còn thứ ba địch thanh hỏi phi tuyết đứng lên lạnh lùng nói điều thứ ba ta muốn nói cho ngài biết chính là phi ưng quả thật là kẻ thù của nguyên hạo nhưng kẻ thù của kẻ thù chưa chắc là bạn của ngài cho nên lần này nếu ngài không chết ta sẽ đến tìm ngài nhưng ngài vì quách tuân ta không có lý do theo ngài đi chết sau khi cô nói xong xoay người bỏ đi, trong chốc lát, đã không thấy bóng dáng. Địch thanh lâm vào trầm tư, suy nghĩ dụng ý của phi tuyết, cũng suy nghĩ rốt cuộc phi ưng là người thế nào. Đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên, có mấy người đi lên tửu lầu, một người gọi, hầu rượu, nhanh chuẩn bị rượu ngon. Địch thanh nghe giọng có chút quen tai, liếc xéo qua, giật mình, máu huyết xông lên, xém chút nữa bóp nát bát rượu. Hắn không ngờ có thể gặp người quen ở đây hắn nhận ra người nói chuyện chính là Cao Đại Danh, vốn là thị vệ trong kinh. Còn người sau lưng y, mắt cao hơn trán, thần sắc kiêu căng. Chính là Hạ Tùy con trai của Hạ Thủ Vân Đô Bộ Thự Duyên Châu. Hạ Tùy sao có thể đến đây, hơn nữa không kiên nể gì. Hạ Tùy cũng không để ý địch thanh. Y hoàn toàn không ngờ địch thanh sẽ tới phủ hưng khánh. Nghe cao đại danh hô lớn, Hạ Tùy châu mày nói, đại danh, nhỏ tiếng một chút trong này là Phủ Hưng Khánh. Cao Đại Danh cười theo, trong này tuy là Phủ Hưng Khánh, nhưng Hạ Đại Ca không phải là còn oai phong hơn so với Kinh Thành à. Mặt Hạ tùy có chút màu, kéo cái ghế ngồi gần cửa sổ, đưa mắt nhìn ra con phố dài, trong mắt mang theo ý chờ đợi. Để tránh phiền phức, lúc ra khỏi nhà địch thanh không mang theo đao. Hắn nhìn quanh quốc, thấy bốn người Cao Đại Danh, Tống Thập Ngũ và Uông Minh bên cạnh Hạ Tùy, trong lòng cười lạnh. Mấy người cao đại danh này năm đó đều là thầy chết trung thành với Hạ Tùy, thậm chí từng định dẫn dụ địch thanh vào trong. Lần này rõ ràng cùng Hạ Tùy đầu nhập dưới trướng Nguyên Hạo. Hắn đã biết cha con Hạ thị đầu phục Nguyên Hạo rồi. Hắn cũng mơ hồ biết được, quân tống thảm bại ở Tam Xuyên khẩu chính là cha con này ban cho. Trong lòng địch thanh sát khí nổi lên, nhưng vẫn có thể giữ cho tỉnh táo. Mục tiêu của hắn chính là Nguyên Hạo làm thế nào giết hạ tùy mà không rút dây động rừng là chuyện hắn cần phải suy xét tới. Trong lúc địch thanh đang suy tư, tổng thập ngũ đã nịnh nọt nói, hạ đại ca, lần này lệnh tôn và đại ca đều lập công lớn. Nhưng nguyên soái tuy trọng thưởng lệnh tôn, nhưng chỉ cho hạ đại ca một chức chỉ huy sứ, có phần quá xem thường không? Địch thanh trong lòng thầm hận, tại sao nguyên hạo phải trọng thưởng hạ thủ vân? Còn không phải vì năm đó nội gian lớn nhất diên biên chính là hạ thủ vân. Duyên Châu thảm bại, Quách Tuân đã chết, hơn 10.000 oan hồn quân tống, đều là do hạ thủ vân bố trí. Địch Thanh đã chuẩn bị động thủ, đột nhiên nghe Uông Minh nói, trò hay còn ở phía sau. Lần này giả lợi vương muốn hạ đại ca tới đây chờ. Nói không chừng muốn đề bạc hạ đại ca đấy. Chương 233, Phích Lịch, 6 hạ tùy quát lên đừng nói lung tung nếu bị giả lợi vương nghe thấy sẽ không tốt y tuy là trách cứ nhưng trên mặt tràn đầy đắc ý rõ ràng tin tức này không giả địch thanh rùng mình biết giả đại vương chính là giả lợi vượng vinh một trong chín vương long bộ là trọng thần dưới tay nguyên hạo y muốn gặp hạ tùy tại sao y chọn gặp hạ tùy ở thái bạch cư địch thanh kìm nén kích động vì nghe thấy đầu bậc thang có tiếng bước chân truyền lại theo sau đó một người xuất hiện trên lầu. Hạ Tùy quay đầu trông thấy, cuốn quyết đứng lên nghênh đón, hóa ra là giám quân sử đại nhân. Không biết. Vương gia khi nào sẽ tới? Địch Thanh thấy người đó thân hình nhanh nhẹn dũng mãnh, hai trọng mắt khác hẳn, âm thầm suy nghĩ thân phận của người này. Hắn biết để thuận tiện cho quản lý và điều khiển ngũ quân, giống như thiết đặt quân mái hiên của Đại Tống, Nguyên Hạo lấy Hoàng Hà làm giới, chia toàn cảnh là hai bên trái nhà, lần này giả lợi vượng vinh dẫn theo bộ hạ trở về, hơn phân nữa là vì nguyên hạo sắp xưng đế, cho nên về thành đô hiệp lại phòng ngữ. Lúc địch thanh đang suy nghĩ, giám quân sự đã nói, vương gia đột nhiên bị phong hàn không thể tới. Hạ tùy trang đầy thất vọng. Nhưng vẫn giả bộ ân cần, vậy ti chức, muốn đi thăm vương gia. Y và phụ thân Hà Thủ Vân năm đó là thân tín của Thái Hậu. Sau đó chuyện biến cung thất bại, tuy Thánh Thượng nói không truy cứu nữa, nhưng cha con hạ gia bị minh thăng âm hãm hại đưa tới biên thùy. Hạ thủ vân đa mưu túc trí, năm đó biết thiên tử đang tính sổ, trong lòng thấp thỏm, chỉ sợ có một ngày triệu trinh sẽ phản bội. Cha con hạ gia lòng dạ hung ác, lúc này đầu phục nguyên hạo. Năm đó bọn họ hô mưa gọi gió ở Kinh Thành, nhưng bây giờ đối với một giám quân sử, vẫn không dám chậm trễ. Giám quân sử nói, không cần, nhưng vương gia đã tiến cử ngươi vào cảnh vệ quân mấy ngày nay điều lệnh sẽ hạ xuống, ngươi chuẩn bị cho tốt đi. Hạ tuy mừng rỡ nói, đa tạ vương gia đề bạc, đa tạ giám quân sử đại nhân. Y biết cảnh vệ quân chính là sáu trực ban trong ngự vi trong kinh, là một trong ngũ quân. Sáu trực ban trong ngự vi giống như trực ban đại tống, phải là thân tín của nguyên hạo mới có thể vào trong đảm nhiệm. Đại ngộ tốt, địa vị cao, vẫn đều do người đảng hạng đảm nhiệm, không ngờ mình cũng có thể có chỗ đứng ở đó dám quân sử cười ha hả nói, không cần khách khí, nhưng tới lúc đó, ngươi phải tạ ơn vương gia. Hạ Tùy liên miệng vân dạ. Dám quân sứ khách sáo mấy câu với Hạ Tùy. Rồi cáo từ xuống lầu. Hạ Tùy cung kính tiễn người đó xuống lầu, sau đó quay lưng trở lại, trên mặt khó nén được vui mừng, cao đại danh nói, Hạ đại ca, lần này đại ca phát đạt rồi, tới lúc đó, đừng quên đề bạc các huynh đệ hạ tùy cười không ngậm miệng được nhất định nhất định mấy người lúc này mới chịu ngồi xuống lại nghe sau lưng tiếng bước chân vang lên đều quay đầu lại thấy một người đàn ông đội nón tre đi tới hạ tùy thấy người đó không phải là giám quân sứ cũng không để ý mới bảo người hầu rượu mang thức ăn lên không ngờ người đàn ông đó lập tức tới trước người của đám người hạ tùy hạ tùy cảm thấy đối phương ý đồ không tốt bỗng nhiên đứng lên quát ngươi làm gì người đàn ông đó hé mở khuôn mặt che dưới nón rộng vành chỉ lộ ra một nụ cười khẩy nụ cười ác nghiệt đó giống như chim diều ngạo nghễ gã nói ngài là hạ tùy đại nhân phải không địch thanh nhìn thấy nụ cười lạnh của người đó đã nhận ra đó là ai hắn không khỏi kinh hoàng người này tại sao muốn tìm hạ tùy hạ tùy hơi ngạc nhiên nói ta là hạ tùy ngươi là ai người đàn ông đó thấp giọng nói tu di thiện kiến trường sinh địa Địch thanh chấn động, hạ tùy cả kinh, cao đại danh cũng thất thanh, sao ngươi biết khẩu lệnh này? Sau đó im lặng, khuôn mặt kinh ngạc nghi ngờ bất định. Địch thanh nghe nửa lời nói của cao đại danh, trong đầu chợt lóe lên ti điện, trong nháy mắt đã hiểu rõ nhiều chuyện tu di thiện kiến trường sinh địa, ngũ suy lục dục thiên ngoại thiên địch thanh cũng không biết ý tứ của câu nói này. Năm đó Đinh chỉ huy chính là vì ép hỏi tiền ngộ bản chuyện này mới bị giết. Sau đó địch thanh cải trang thành quỷ bản muốn tìm ra đáp án, nhưng bị hạ thủ vân làm gián đoạn. Sau này địch thanh tuy vẫn còn nghi ngờ, nhưng bận buồn ba chinh chiến nên không rảnh truy cứu nữa. Bây giờ nghe Cao Đại Danh vừa nói, địch thanh đã rõ. Đây chính là ám hiệu bọn hạ tùy dùng để liên lạc. Diên biên rất nhiều người đều bị người đảng hạng thu mua, tiền ngộ bản cũng là một trong số đó. Đinh chỉ huy chính là vì phát hiện chuyện tiền ngộ bản cấu kết người đảng hạng mà bị giết. Còn Hạ Tùy giết người diệt khẩu, đương nhiên cũng chính là muốn che giấu chuyện Hạ Gia cấu kết nguyên hạo. Địch Thanh trong lòng thầm hận, hận mình đoán ra chuyện này quá muộn. Hạ Tùy mặt cũng tràn đầy nghi ngờ, chậm rãi nói, các hạ là ai? Y nghe đối phương nói liếng lóng diên biên của mình, bụng đầy nghi ngờ, cho rằng đây cũng là người mà năm đó Y liên lạc người đàn ông đó kéo cái nón tre trên đầu xuống cười ta là địch thanh hai từ này giống như tia sét đánh vào đầu ốc hà tùy hà tùy kinh ngạc thất thố không khỏi lùi lại một bước cao đại danh phản ứng trước nhất tiếng loan choang vang lên rút ra đơn đao quát người dám tới đơn đao vừa rút ra máu tươi lóe lên cao đại danh còn chưa nói xong tay che cổ họng đã ngã ngửa xuống sàn gác cổ họng y máu thịt lẫn lộn, tan nát không còn hình dạng, giống như bị mỏ chim ưng mổ vào. Trên tửu lầu ồ lên một trận, những người khách uống rượu thấy xảy ra án mạng, lần lượt xuống lầu bỏ chạy. Địch thanh tuy rất giật mình, nhưng vẫn trấn tĩnh. Lúc người khác bàn hoàng thất thố, hắn đã nhận ra tay áo người đàn ông đó đột nhiên rút ra một vật giống như thiết can, đầu nhọn hoắt, giống như mỏ chim ưng, như ti chớp mổ lên cổ họng của Cao Đại Danh. Cao Đại Danh chết, Hạ Tùy cực kỳ sợ hãi, thả người lui lại phía sau, gọi, ngươi không phải. Năm đó y nhận ra địch thanh, biết người này không phải địch thanh, nhưng y tại sao muốn mạo tên địch thanh giết mình, Hạ Tùy nghĩ mãi không rõ. Dù sao Hạ Tùy thân thủ không kém, hết sức lùi lại phía sau, rút đau ra khỏi vỏ. Nhưng đơn đau Hạ Tùy mới rút ra một nửa. Thì cảm thấy lòng ngực đau buốt, khí lực toàn thân đột nhiên bị rút ra ngoài địch thanh thấy lưỡi đao mỏ chim ưng của người đó sắc bén đâm xuyên qua ngực cũng khiếp sợ sự ra tay tàn nhẫn nhanh lẹ của người đó nhìn thấy ngực mình máu chảy như suối trong mắt hạ tùy tràn ngập vẻ khủng hoảng y khàn giọng nói ngươi tại sao nhưng máu chảy rất nhanh hạ tùy trước mắt biến thành màu đen lay động mấy cái té nhào xuống đất trước lúc chết y đột nhiên trông thấy một đôi mắt trong đôi mắt đó mang sự mỉa mai chán ghét và oán hận y đột nhiên nhận ra đó là ánh mắt của địch thanh giết y không phải là địch thanh nhưng địch thanh ở bên cạnh y hạ tùy suy nghĩ hỗn loạn không hiểu nguyên do cuối cùng lăn ngã xuống đất không còn hơi thở nữa ba người tống ngũ thập cũng ngã xuống người đàn ông đó chỉ dùng vũ khí trong tay áo mổ ngực hơn ba người sắc bén như điện lúc năm người tống ngũ thập mất mạng người đó vỗ vỗ tay trên tay sạch sẽ không có nửa vết máu khách uống rượu nhát gan đã bị dọa sợ đến mức đái cả quần người đàn ông đó sau khi giết người không vội bỏ đi giơ tay xé vạt áo của hạ tùy làm bút dùng máu tươi trên ngực của hạ tùy làm mực trên vách tường trắng tuyết y viết mấy chữ lớn như rồng bay phượng múa phản bội người tống chết kẻ giết người địch thanh địch thanh nhìn thấy thế không có kinh hãi chỉ là nhíu mày người khác mạo dùng tên của hắn giết người hắn cũng không hỏi sau khi người khác giết người để lại tên của hắn, hình như hắn cũng không phản đối. Kẻ giết người đó để lại vết tích, ánh mắt liếc hữu ý vô ý liếc nhìn địch thanh, đột nhiên dúng môi lại thành cái còi thổi, âm thanh thê lương. Chỉ nghe dưới lầu có vó ngựa vang lên. Địch thanh ló đầu nhìn qua, thấy một con ngựa khỏe mạnh chạy ra. Người đó đột nhiên nhảy lên. Giống như con diều hâu từ trên tửu lầu bay ra, dừng lại trên lưng ngựa. Con ngựa chạy nhanh, trong nháy mắt đã đi xa. Lúc này, tử lầu đại loạn, tiếng chiên nổi lên bốn phía, mới có binh lính xa xa chạy lại. Chương 234, Nguyên Hạo, 1 Lúc địch thanh trở về nhà trọ với dáng vẻ chuyện không liên quan đến mình. Ai cũng nhìn thấy sát thủ đã đi rồi, binh lính vội tới chỉ là theo thường lệ mà hỏi một chút, rồi thả cho một nhóm khách rời đi ai cũng cho rằng địch thanh đã đi rồi ai cũng không biết địch thanh đang ở bên cạnh bọn họ địch thanh giết hạ tùy tin tức này đã lan truyền ở phủ hưng khánh có người phấn chấn có người hoảng sợ có người nghiến răng nghiến lợi muốn tìm địch thanh sau cao thấp cũng có người lo lắng đề phòng địch thanh đến tính sổ phản bội đại tống đương nhiên không chỉ một mình hạ tùy ai cũng không biết địch thanh sau khi giết hạ tùy tiếp theo liệu sẽ ra tay lần nữa không Phủ Hưng Khánh vì cái tên của địch thanh, đã tạo nên sóng gió. Nhưng người có liên quan địch thanh, còn có chút mơ hồ. Hắn tuy không phải hung thủ giết người, nhưng hắn biết hung thủ là ai. Giết người không phải là địch thanh, mà là phi ưng. Phi ưng quả nhiên có tài năng kiêu ngạo, dựa vào mình y nhanh như ti chấp giết chết năm người hạ tùy. Địch thanh biết, ba thạch đà hiệp lại, cũng không phải là đối thủ của phi ưng. Người như vậy, giết người ngang dọc, Thu phục Thạch Đà, quen địch Thanh Hắn, còn lập chí báo thù cho Quách Tuân. Rốt cuộc y là ai? Địch Thanh nghĩ vỡ đầu cũng không nghĩ ra. Nhưng càng làm Địch Thanh đau đầu là Phi Ưng lại muốn liên thủ với hắn ám sát Nguyên Hạo. Tại sao phải giống trống khu chiên đánh chết Hà Tuy? Kể từ đó Phủ Hưng Khánh đã đề phòng cẩn trọng, hắn muốn vào cung ám sát Nguyên Hạo càng không dễ. Làm Địch Thanh không hiểu là Phi Ưng thân thủ như vậy, còn đạt tiêu chuẩn hơn cả sát thủ nếu y hiên ngang lẫm liệt báo thù cho quách tuân tại sao không đích thân đi ám sát nguyên hạo lại nhớ tới phi tuyết nói kẻ thù của kẻ thù chưa chắc là bạn của huynh địch thanh chỉ cảm thấy sự việc không đơn giản như tưởng tượng địch thanh trở về khách điếm thấy mọi người đều đang bàn bạc vụ án tàn bạo ở tửu lầu nói đến mức nước miếng văng ra giống như tận mắt thấy địch thanh lười nghe đợi sau khi trở về phòng thấy căn phòng cách vách đã đổi người rồi biết phi tuyết đã đi không khỏi buồn bã một hồi người con gái giống như tuyết đó thật giống như tuyết bay bồng bềnh thấp thoáng làm người ta khó hiểu dụng ý sau sự giá lạnh địch thanh ngủ ở khách điếm một ngày không có ra ngoài đợi tới buổi tối ngày thứ hai địch thanh ra phòng khách đi tìm chút đồ ăn thì nghe thấy bên ngoài tòa viện ồn ào huyên náo có tiểu nhị nói quan gia bên này mời Địch Thanh nghe thấy tiếng bước chân vang lên lại đi về hướng chỗ mình, trong lòng hơi rét. Tiếng bước chân đó dừng trước cửa Địch Thanh, tiểu nhị đó nói: "Quan gia, vị khách quan ngài muốn tìm chính là ở chỗ này." Ngay sau đó có người gõ cửa, "Hoắc thập Tam có đây không?" Giọng nói đó bình thản, không thấy nửa phần địch ý, Địch Thanh tới phủ Hưng Khánh, đương nhiên sẽ không giống như phi ưng nghênh ngang lấy tên người khác dính máu viết lên tường. Nhưng hắn viết tên ở khách điếm cũng không phải tên của mình thắng đăng ký tên là hoác thập tam địch thanh mở cửa phòng thì thấy trước của đang đứng một người cao vừa vặn bằng khung cửa giống như khách điếm lúc mới xây dựng y và khung cửa dính vào chỗ đó thấy địch thanh mở cửa người đó đột nhiên hỏi hôm qua lão vương gia chết một con chó tiểu nhị thấy hai người giống như là quen biết thức thời lùi lại tiểu nhị ở phủ hưng khánh lâu đương nhiên biết vị quan gia này là người của lục ban trực trong ngự vi những người này xưa giờ chỉ thưởng cái tác tay, không thưởng tiền. Lúc lui lại, tiểu nhị còn rất lấy làm lạ. Chó lão vương gia chết rồi, lại là chuyện gì lớn nổi gì, phải người của ban trực nội phủ tới thông báo hoác thập tam biết. Địch thanh hỏi, chó lão vương gia chết rồi. Chuyện liên quan gì ta? Quân quan đó nói, chuyện không liên quan ngươi, vậy chuyện liên quan ai? Địch thanh nói, có lẽ ngươi nên đi hỏi thử con chó cái của lão trương gia nếu tiểu nhị đó nghe được đối thoại của hai người, chỉ sợ phải điên mất. Quân quan đó không có điên, giơ tay sờ vào ngực lấy ra nửa miếng tiền đồng đưa qua. Địch thanh lấy ra một nửa khác đối xuống, tiền đồng hợp thành một mảnh tròn hoàn chỉnh, vì đây vốn là một miếng tiền đồng tách ra. Trong mắt quân quan đó lộ ra phần thư thái, thấp giọng nói, đi theo ta. Y xoay người liền đi. Địch thanh châu mày, cuối cùng đi theo. Đối thoại của hai người vừa rồi không phải vô nghĩa là ám hiệu phi ưng muốn liên lạc với địch thanh. Còn nửa miếng tiền đồng đó, cũng là bằng chứng liên lạc của bọn họ. Chương 235, Nguyên Hạo 2 Địch Thanh nghĩ tới trăm ngàn người đến tìm hắn. Nhưng nằm mơ cũng không ngờ, người đến tìm hắn lại là lục ban trực trong ngự vi. Rốt cuộc phi ưng có thủ đoạn gì, lại có thể sai khiến những người này chứ? hay đây hoàn toàn là cái bẫy phi ưng muốn lợi dụng những người này loại trừ địch thanh địch thanh không có đường rút lui hắn theo quân quan đó ra khách điếm ngoài khách điếm sớm đã có hai con ngựa địch thanh và quân quan đó lên ngựa chạy về thành nam hai người tới ngoài thành quân quan đó không nói địch thanh cũng giữ im lặng hai người càng đi càng xa dần dần đến một ngọn đồi cao trong đó bụi gai trải rộng vạn cây rậm rạp mùa thu phía bắc tường thành, luôn sớm hơn một chút so với Giang Nam. Địch Thanh âm thầm đề phòng, khó hiểu người đó tại sao dẫn mình tới chỗ này. Chẳng lẽ Phi ưng muốn ở đây đợi hắn? Quân quan đó lên đồi, tới trong rừng rậm. Lúc này Địch Thanh phát hiện quả nhiên có một người đang đợi, nhưng người đó tuyệt không phải là Phi ưng. Người đó mặt đầy râu quai nón, thần sắc chất phát, trong mắt còn ẩn chứa bi thương lạnh lẽo hơn đêm mùa thu. Sau khi nhìn thấy Địch Thanh đến, toàn thân lại kịch liệt trung lên. Bên cạnh y còn có cái hố, chôn một người không thành vấn đề. Địch thanh không hiểu người này nhìn thấy mình sao lại sợ hãi. Quân quan đó tại sao dẫn mình gặp người này? Quân quan đó nói, y tên Thượng La Đa Đa, người của lục ban trực trong ngự vi. Lục ban trực trong ngự vi phân ba ban túc vệ, phụ trách an toàn trong cung. Thượng La Đa Đa là tổ hổ, chức vụ lúc này là tán đô đầu, mỗi tháng lãnh hai thạch gạo năm lương bạc địch thanh xém chút nữa hỏi chuyện này liên quan gì ta nhưng thấy ánh mắt như tro tàn của thượng la đa đa lại không nói ra quân quan đó lại nói ba ban phân ba tổ hổ báo gấu ban lãnh đạo tổ hổ là mao nô lan sinh cũng chính là lãnh đạo trực tiếp của thượng la đa đa địch thanh nhíu mày vẫn có thể nhìn được không hỏi quân quan đó đối với sự im lặng của địch thanh ngược lại có chút tán thưởng nói với thượng la đa đa ngươi có gì nói không? Thương La Đa Đa lại cởi bỏ y phục, gấp lại đưa cho địch thanh nói, đây là y phục của ta. Rồi cởi giày đưa cho địch thanh, đây là giày của ta, người mặc chắc vừa. Địch thanh nhận lấy y phục và giày mà lòng tràn đầy hoang mang. Thượng La Đa đai lại tháo đao đưa tới, đây là đao của ta, lúc ta đi đường, vai trái thấp, vai phải cao. Ta thích nhất ăn thịt dê hấp, không uống rượu, bình thường trầm mặt ít nói người thân đều chết rồi, ta không có nữ nhân. Tính cách keo kiệt, tiêu tiền tiết kiệm, ít nói chuyện. Khóe miệng lộ ra nụ cười thê lương, kỳ thực những cái này ta đều viết ra rồi, người có thể xem bức thư này. Y đưa một bức thư cho địch thanh. Địch thanh cảnh giác trong lòng, chậm rãi nhận thư, nhưng không mở ra. Càng không hiểu thượng La Đa Đa tại sao muốn nói những cái này. Thượng La Đa Đa ánh mắt nhìn về mây trắng phương xa, đột nhiên nói câu, vào thu rồi, lạnh đấy. Cổ tay y vừa lật, đã sáng lên đoạn đao lóng lánh, cố sức vung qua. Trong mắt địch thanh lộ vẻ kinh ngạc, nhưng không có biểu hiện ra. Vì đoạn đao đó không có đâm về phía hắn. Khi. Sau một tiếng cười dễu cợt, đoạn đao đâm vào ngực. Nhát dao ngắn này của thượng La Đa Đa lại đâm vào ngực của chính mình. Địch thanh khiếp sợ vô cùng. Quân quan đó vẫn rất bình tĩnh, tự hồ tất cả đều trong dự liệu, nói với Thượng La Đa Đa, ngươi yên tâm đi. Thượng La Đa Đa ngã xuống mềm nhũng, rơi vào cái hố tự mình đào, co giật, không còn động đậy nữa. Nhưng hai trong mắt vẫn mở to, gắt gao nhìn lên bầu trời xanh. Gió lạnh nổi lên, xe xe một mùa thu vàng lục. Địch thanh chỉ cảm thấy cả người rét run, quay đầu nhìn về quân quan đó. Khang giọng nói, tại sao? Trong mắt quân quan đó lóe lên phần bi ai, nói vì y rất giống ngươi địch thanh không rõ mình giống thượng la đa đa ở chỗ nào nhìn thấy y phục đao đeo và dày rồi nhìn cái hố cuối cùng hiểu được các ngươi muốn ta đóng giả y quân quan gật đầu từng chữ nói không sai từ giờ trở đi ngươi chính là thượng la đa đa trời thu mát mẻ như nước địch thanh vào cung đảm nhiệm thị vệ đã hơn một tháng không ai nhận ra sơ hở của địch thanh thượng la đa đa vốn không nói nhiều dáng người giống như địch thanh duy nhất không giống là thượng la đa đa râu quai nón đầy mặt còn địch thanh dung nhan tuấn lãng nhưng đây không phải là vấn đề quân quan đó dẫn địch thanh vào cung đã cạo râu của thượng la đa đa dáng từng sợi lên mặt địch thanh địch thanh thoát một cái trở thành thượng la đa đa trầm lặng ít nói đây vốn là một hành động của kế hoạch tỉ mỉ mỗi một bước đi đều có sắp xếp chặt chẽ vì để địch thanh đột nhập vào cung ám sát nguyên hạo không ngờ phi ưng có thể bảo thượng la đa đa cam tâm chịu chết cũng có thể bảo thị vệ trong cung mạo hiểm mất đầu dẫn địch thanh vào cung phi ưng này rốt cuộc lai lịch gì sao có bản lãnh như vậy địch thanh vẫn chưa có gặp nguyên hạo đây là phủ hưng khánh trong đây chính là hoàng cung của nguyên hạo nhưng nguyên hạo hình như rất ít tới chỗ này địch thanh cũng không vội hắn biết Nguyên Hạo tháng 10 sẽ đăng đàn xưng đế ở phía nam phủ Hưng Khánh. Nguyên Hạo luôn muốn cùng quần thần bàn chuyện ở Điện Thiên Hòa. Lúc đó, có lẽ cũng là lúc hắn ra tay. Từ sau khi Phi ưng đưa địch thanh vào cung, không có hành động thêm bước gì. Có phải cũng đang đợi tiến hành hành động ám sát hôm đó không? Địch thanh vào cung hơn tháng, đã biết quân quan dẫn hắn vào cung tên Lãng Mai, vốn là một đội trưởng của tổ báo. Mao nộ lan sinh của tổ hộ tính cách tàn nhẫn. Lấy việc hành hạ con người làm thú vui. Cũng may mau nộ lan sinh hình như không có hứng thú gì với địch thanh. Hơn tháng nay, trong cung sống im gió lặng. Nhưng ngoài cung không có bình yên, nên nói là ngoài phủ hưng khánh không hề gió im sóng lặng. Sau khi phi ưng giết hạ tùy, ra khỏi phủ hưng khánh về hướng Tây, dọc đường gây nên vô số sóng gió. Đương nhiên, những chuyện này đều đổ lên đầu địch thanh. Địch Thanh còn không phải rất rõ ý của Phi ưng. Nhưng rất nhẫn nhịn, đợi chờ tặng một đòn trí mạng cho Nguyên Hạo. Chỉ cần giết Nguyên Hạo rồi, Địch Thanh chờ chết cũng được, chớ đừng nói những ngày này. Hôm nay Địch Thanh sửa sang lại trang phục, chuẩn bị vào cung làm nhiệm vụ. Lẽ loi đi trên con đường lớn đá xanh. Lúc này mùa thu mát lạnh, mây mênh mông, đột nhiên hắn nhớ tới những phong cảnh của Tắc Hạ, càng nhớ huynh đệ Tắc Hạ, lúc này thế nào? nguyên hạo từ sau cuộc chiến tam xuyên khẩu mượn chiến thắng ra oai tích cực chuẩn bị để xưng vương bên phía nhà tống không biết nên ứng phó thế nào đang lúc trầm tư địch thanh đã tới trước cửa cung các binh lính kiểm tra qua thẻ bài cho địch thanh vào cung trước khi nguyên hạo xưng đế tuy nói phát triển phiên học xây ngũ quân tạo bát bộ nhưng lễ nghĩa trong cung và đại tống giống nhiều khác ít địch thanh ở lâu trong cung ứng phó thành thạo hôm nay nhiệm vụ của địch thanh đảm nhiệm là phụ trách tuần tra xung quanh đan phượng cát cùng đội với địch thanh còn có ba người lần lượt tên thượng khất ca cổ và xương lý thượng khất là đội trưởng của bốn người lục ban trực trong ngự vi phân ba tổ hổ báo gấu mỗi tổ lại phân hai mươi bốn đội mỗi đội lại có bốn người tám người không bằng nhau lần lượt tuần tra các nơi trọng yếu trong cung đan phượng cát vốn là chỗ của công chúa đan đan sau khi địch thanh biết những tin tức này không kìm được thở dài hắn biết công chúa đang đang nhất định không ở đan phượng cát nói như vậy canh giữ đan phượng cát cũng chỉ là chuyện làm theo thông lệ địch thanh ở trong cung đã hơn tháng nhưng chỉ có một lần đến cơ hội tới điện nhân hòa tuần tra trong đây vốn là chỗ quần thần nghị sự nguyên hạo có lúc đi lễ nghi trong cung nguyên hạo tuy mô phỏng biện kinh nhưng chỗ canh gác nghiêm mật hơn hẳn biện kinh Địch thanh tận mắt nhìn thấy qua, có một binh vệ vì xuất cung trễ một chút, đã bị chém đầu ngoài cửa cung. Trong cung hộ vệ thay phiên canh gác nghiêm mật, như hoạt động theo kỳ, không chút rối loạn. Nếu địch thanh không phải dùng cách biến thành thượng la đa đa, tuyệt không thể lẻn vào cung. Chớ đừng nói ám sát nguyên hạo. Từ phòng trực tới đan phượng cát, ở giữa phải qua điện nhân hòa. Lúc địch thanh qua điện nhân hòa, thấy một nhóm đại thần nhỏ tiếng thảo luận cái gì. Trong đó có một người giống như thư sinh đang đứng trước điện, ngẩng đầu nhìn lên trời, thần sắc phóng khoáng. Địch Thanh thấy thư sinh đó có chút môn đạo, sợ lộ ra sơ hở, không dám nhìn nhiều, nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân đi tới, liếc mắt, chợt nghĩ ngợi. Người phía sau đó đầu tóc bạc trắng, thần sắc uy nghiêm. Chính là Hạ Thủ Vân. Địch Thanh kiềm chế kích động, không dừng bước đi tránh phần đường của Hạ Thủ Vân địch thanh chỉ thấy được hạ thủ vân vội vàng đi tới trước điện hướng về thư sinh đó trước điện hành lễ trung thư lệnh đại nhân hạ quan đến trễ xin thứ tội địch thanh trong lòng hơi rét ngầm hiểu thì ra thư sinh đó chính là trung thư lệnh trương nguyên hắn biết trung thư lệnh của đại tống chỉ là vinh quang không có quyền thực ví dụ nói bác vương gia chính là trung thư lệnh của triều tống nhưng không có quyền lợi gì nguyên hạo xây dựng quan chế không nặng phù hoa trung thư lệnh dưới tay lại là người cực kỳ quan trọng. Nguyên hạo tuy đều dùng người phiên, hán, nhưng do người đảng hạng nắm giữ quân quyền. Trương Nguyên là người hán, lại có thể chức cao quyền trọng, không thể không nói là khác thường. Địch thanh không tiện xem nhiều, tùy tiện đi ra xa, vẫn còn nghe Trương Nguyên cười nói, cơm ngon không sợ muộn. Trận chiến tam xuyên khẩu nhờ vào diệu kế của hạ đại nhân, một tốt, tự xưng của Nguyên hạo ở nước Tây Hạ, tiếng hán có nghĩa là thanh thiên tư, sẽ về, trước mắt phải nhờ hạ đại nhân bày kế rồi. Hạ thủ vân cười xòa, nhất định, nhất định. Địch thanh nghe thấy bốn chữ ngột tốt sẽ về trong lòng khẽ động. Biết nguyên hạo vừa về, chính là lúc hắn động thủ. Mọi người qua núi giả tới đan phượng cát. Ngọc Bính lưu ly khắp trên đường đi. Sự xa hoa ở chỗ này tuy không so với đại nội biện kinh. Nhưng cung điện khí thế khoáng đạt lại khí phách hơn người, ẩn chứa chí lớn của nguyên hạo địch thanh biết trên đường đi tuy là sóng yên gió lặng nhưng nếu đi nhầm chỗ chỉ sợ trong nháy mắt có đao kiếm bổ tới bốn người đều buồn không ra tiếng địch thanh lại để ý địa hình kiến trúc xung quanh hắn ở trong cung hơn tháng duy nhất có thể làm chính là ghi nhớ vị trí hộ vệ và các nơi đi qua chờ qua chỗ hoa viên xa xa nhìn thấy nơi cây hoa bao phủ thấp thoáng hiện ra một lầu các mái công địch thanh chỉ biết đã tới đan phượng các bốn người tới trước cát thượng khất và binh lính canh gác ở chỗ này trao đổi lệnh bài liền dặn dò ba người phân đứng xung quanh lậu cát mọi người giống như đóng cọc ở đó im lặng không nói gì lúc hoàng hôn bình an vô sự thượng khất thấy thời gian buông xuống không khỏi thở phào chỉ chờ người đổi ca đến mọi người có thể xuất cung không ngờ tới lúc này xa xa đột nhiên có tiếng bước chân vang lên có bốn cô gái khiêng một cái kiệu nhỏ đi tới thượng khất tiến lên quát, người đến là ai? Chương 236, Nguyên Hạo, 3 Cổ kiểu đó dừng lại, từ kiểu truyền ra giọng nói, ngay cả ta ngươi cũng không nhận ra sao. Giọng nói đó như nước chảy gió mát, lại giống chim hót lạnh lẽo thác ghen. Trong phong nhã có có phần cao ngạo. Thượng khất nghe thấy giọng nói đó, cũng quyết quỳ xuống đất nói, ty chức không biết bộ chủ tới, xin thứ tội. nhưng vẫn xin bộ chủ đưa ra lệnh bài. tý chức không dám phá quy củ. địch thanh nghe được giọng nói trong kiệu, lại chấn động trong lòng, thầm nói: ta nghe qua giọng nói này chưa, sao quen thuộc thế này? chẳng lẽ ta biết cô gái này sao? mặc cho hắn lục lọi lại ký ức, nhưng cuối cùng vẫn không có nghĩ được cô gái này là ai. phi tuyết phải không? không giống phi tuyết tuyệt không có loại giọng điệu dịu dàng này công chúa đang đang cũng không phải đang đang không có sự xanh mơn mởn trong giọng nói nhưng nếu không phải hai người bọn họ vậy có thể là ai bộ chủ chẳng lẽ người này là người trong bác bộ của nguyên hạo cô gái đó nhẹ giọng nói ngươi không sai tấm màn kiệu vén lên chỉ một cánh tay giơ ra trên tay đang cầm một lệnh bài địch thanh xa xa nhìn thấy rõ chỉ nhìn thấy lệnh bài vẽ một hình tiên nữ bay trên trời thượng khất nhìn thấy lệnh bài lúc này nói không biết chủ bộ tới đây có gì muốn làm sao cô gái đó nói vì ngột tốt tìm ta có chuyện giờ này mới trở về ta chỉ muốn tiện đường xem xem công chúa trở về chưa thượng khất lắc đầu công chúa vẫn chưa trở về cô gái đó thở dài xa xăm nói công chúa cũng không biết đã đi đâu thật làm người ta lo lắng khởi kiệu Bốn cung nữa đó nhất kiệu lên, đi ra ngoài cung. Địch Thanh nhìn cổ kiệu đó đi xa, hận không thể vén màn kiệu lên nhìn một cái. Nhưng cũng biết tuyệt đối không thể, cái kiệu đó biến mất không thấy bóng dáng. Tổ báo đổi ca đã đến rồi, Địch Thanh ra khỏi nội cung, lại thêm một phần nghi hoặc. Lục trực ban trong Ngự Vi ở ngoài cung đều có quân quan cung cấp tin tức. Nhưng những cấm quân trong cung này đều là con cháu quý tộc. Bình thường ngang ngược kiêu ngạo, hơn nữa võ nghệ không tầm thường. Trong cung tuy không dám thở mạnh, nhưng ra khỏi cung, ít chịu quản thúc, chưa tới đêm khuya sẽ không trở về quân doanh nghỉ ngơi. Địch thanh cũng không nghĩ những người này sớm về cung. Màn đêm đã buông xuống, hắn lững thững đầu đường và đang suy nghĩ cô gái trong kiệu là ai. Nữ nhân hắn biết không nhiều, làm sao có thể là một người trong bác bộ. Đang lúc suy tư, nghe bên đường có tiếng tỳ bà từ trong quán rượu bất chấp truyền đến có bà lão đang ngân giọng hát, làm việc vấn vả trăm tuổi, vinh quang mệt nhọc có nhau. Lợi và danh cứ dùng dặn qua đi, kể chi ngày tháng. Ngọc đi vàng bay, hồng nhan thành đầu bạc, cực phẩm để làm gì? Địch Thanh không hiểu những từ này ai viết, lúc nghe thấy dung nhan thành đầu bạc, cực phẩm để làm gì? Trong lòng dân lên một nỗi thê lương. Hắn tham gia quân ngũ hơn 10 năm, tháng ngày thoi đưa, rất nhiều huynh đệ đã chết, người yêu thương không thể tương tụ, Quách Tuân cũng chết rồi, hắn người chưa già, lòng đã tan thương. Tiếng tỳ bà giận thê lương. Địch Thanh đột nhiên chấn động trong lòng. Ngay người tại chỗ, cuối cùng hắn nghĩ tới người trong kiệu là ai? Là cô ấy, chắc là cô ấy. Nếu không phải cô ấy, ai có thể có loại ngữ điệu phong tình đó chứ? Nhưng làm sao biết là cô ấy? Địch Thanh không dám tin, trong lòng nói cho mình. Trên đời nhiều người giọng nói giống vậy, không thể là cô ấy. Địch thanh tâm loạn như ma. Tiếng tì bà dừng, ánh trăng sầu khổ, địch thanh ngay người hồi lâu, lúc này mới cười chua xót, đi qua con đường xuyên con hẻm, đi về phía quân doanh. Trong nụ cười của hắn tràn đầy ý bất đắc dĩ. Lúc này đã tới cửa con hẻm. Hắn mới ra cửa hẻm, đột nhiên dừng chân. Hắn lòng tuy loạn, nhưng cảnh giác không mất, hắn đột nhiên cảm giác bước vào chỗ chết. Sát khí bốn phía, có người muốn giết hắn, là ai giết hắn? Bọn họ muốn giết là địch thanh hay là muốn giết thượng La Đa Đa? Địch thanh không biết, nhưng chỉ nghe một tiếng quét qua, hai sườn tường cao đã xuất hiện ra mấy chục người, cầm trong tay liên hoàng nỏ. Vừa bóp cò, trong con hẻm tên bay như dệt, đã phong kín toàn bộ con đường sống. Địch thanh cho dù là phi điểu, lúc đó cũng không có con đường sống. Nếu địch thanh trong con hẻm, chắc chắn sẽ chết nhưng địch thanh sớm có cảnh giác lúc những người này xuất hiện đã lên tường cao lúc hắn đi đường giống như con quỷ rượu một vai cao một vai thấp lúc trèo lên tường cao lại như hổ mọc cánh những người đó bấm nút cò nhưng địch thanh đã tới bên cạnh những người đó dùng sức đụng qua chỉ nghe thấy mấy người kêu lên rồi té xuống tên nỏ trên tay bắn lệch ra lại bắt chết người đối diện trên tường cao còn bọn họ rơi xuống trong con hẻm đã bị tên nỏ ở tường cao đối diện bắn ra tạo thành cái sàn. Sát thủ hai bên không ngờ, địch thanh còn chưa ra tay, bọn họ tự mình chém giết lẫn nhau. Địch thanh mồ hôi lạnh đầm đìa, không có thời gian đi kiểm tra sát thủ còn sống không. Vì hắn phải đối phó nguy cơ vô cùng cấp bách. Một vệt xẹt qua bầu trời đêm, giống như sao băng, đã chém về phía đầu hắn. Đau đó rất nhanh, rất mạnh, tự như đã có từ trước, chỉ đợi địch thanh lên tường, sau đó lấy mạng hắn. Địch Thanh không kịp rút đao, chỉ có thể lui. Nhưng hắn ở trên tường cao, vừa lui thì hết đường, đã bay xuống tường. Ánh sáng đao sáng như ánh trăng bay vút đầy trời, khó khăn chém tới cổ của Địch Thanh. Địch Thanh chỉ kịp giơ tay đỡ, cầm cung tên vừa cướp được cản lại. Tiếng cười khẩy vang lên, dây cung kéo căng. Nhưng trường đao cuối cùng dừng lại chốc lát. Địch Thanh đột nhiên rơi xuống, lùi lại bên cạnh tường người đó trên liên tục ra hai đao chỉ chém đứt dây cung mới đợi người mượn thế cao lại ra một đao nữa nhưng y thân hình đột nhiên ngừng lại sau đó từ trên tường cao bay xuống tiếng len keng vang lên trường đao rơi xuống đất người đó té xuống đất co giật không còn động đậy nữa nhưng trên cổ y lại có thêm một mũi tên xuyên vào từ yết hầu trước khi địch thanh rơi xuống đất đã rút ra một mũi tên trên tường làm phi tiêu ném ra đánh chết người đó lúc địch thanh rơi xuống đất, lưng hơi cong, hai lỗ tai dựng thẳng lên nghe động tĩnh. Chuẩn bị nên đón một trận kế tiếp. Người này tuyệt không phải là muốn giết Thượng La Đa Đa. Thượng La Đa Đa còn không xứng. Nói như vậy, người đến muốn giết địch thanh hắn. Bọn họ sao biết địch thanh là Thượng La Đa Đa? Trái tim địch thanh trầm lại, chậm rãi xoay người lại nhìn về phía bên kia con hẻm. Không biết lúc này, có một cổ kiệu đã lặng lẽ dừng lại người đứng bên cạnh cổ kiệu ánh trăng sáng ngời chiếu lên tường con hẻm đó quăng ra một cái bóng úp gọn lên thân hình người đó con ngươi địch thanh hơi co lại quát khẽ lãng mai ánh mắt hắn nhạy bén đã nhận ra người đó chính là lãng mai lãng mai dẫn hắn vào trong cung tại sao lại muốn giết hắn bây giờ ám sát thất bại lãng mai tại sao không đi chẳng lẽ y vẫn còn một lá bài chưa lật trong tay địch thanh từng bước từng bước đi tới nhìn chăm chăm hành động của lãng mai, càng lưu ý cổ kiệu bên cạnh y, lãng mai thấy địch thanh đi tới gần, đột nhiên nói, những người này, là ta ta sắp xếp đến giết ngươi. Địch thanh thấy lãng mai thẳng thắn bộc trực, ngược lại có chút ngạc nhiên, không khỏi hỏi, tại sao? Chương 237, Nguyên Hạo 4, Vì ta bảo y làm. Một giọng nói từ trong kiệu truyền ra, đầy vẻ uy nghiêm. Địch Thanh vừa nghe người đó nói, thì biết chắc là chưa gặp qua người đó. Mà người trong kiệu, chắc là người nắm giữ quyền cao. Vì chỉ có người đó, khẩu khí nói chuyện mới ra vẻ bề trên như vậy. Địch Thanh không nói, chờ câu trả lời của đối phương. Rất lâu, người trong kiệu cuối cùng nói, người ta đều có mục tiêu chung, chính là giết Nguyên Hạo. Ta vốn hy vọng phi ưng đích thân ra tay, nhưng ý kiến nghị để ngươi đến, ta không yên tâm địch thanh hỏi lại phi ưng tại sao không đích thân ra tay người trong kiểu nói vì y vẫn còn nhiều chuyện cần phải đi làm địch thanh dễu cợt nói ngươi không yên tâm cho nên đi thử ta ngươi có nghĩ qua không nếu ta vạch trần âm mưu của ngươi người trong kiểu cười lạnh nếu ngươi vạch trần âm mưu của ta chẳng khác nào lập tức đi chết trên thế giới này có hai loại người hữu dụng vô dụng vô dụng tốt nhất chết sớm một chút, tránh liên lụy người bên cạnh. Địch thanh trầm mặt, biết ý của người trong kiệu. Ám sát lần này, đã vạch ra tỉ mỉ, tình thế bắt buộc nếu không thành công không biết có bao nhiêu người phải chết. Cũng nói nguyên hạo tàn nhẫn hiếu sát, nếu y không chết, kẻ chết nhất định không chỉ một mình địch thanh. Đối phương tuy tính toán cho hắn, nhưng địch thanh ngược lại không có chút yên lòng. Ngầm nghĩ những người này nếu không phải khổ tâm chuẩn bị kỹ đối phó nguyên hạo, Thật sự không cần phải cắt trở như vậy. Nếu kẻ thù của kẻ thù không nhất thiết là bạn của hắn, nhưng địch thanh hắn bây giờ chỉ có thể bắt tay với những người này. Người trong kiệu giọng nói chậm rãi, "Nhưng ngươi quả nhiên không phụ kỳ vọng của ta. Nếu ngươi có thể thành công, sau này ngươi muốn gì thì sẽ được cái đó." Không đợi địch thanh nói thêm gì, kiệu đã được nâng lên, ra khỏi con hẻm, trăng chiếu trên con đường dài, giống như lớp sương phủ địch thanh không có đuổi theo chỉ là đang nghĩ người này tự phụ như vậy có thể người nào cuối cùng hắn hiểu một điều sắp xếp hắn vào cung không phải là phi ưng mà là người trong kiểu đó nói như vậy người này trong cung có quyền lực rất lớn địch thanh không nghĩ ngợi nữa cũng không có đuổi theo ra con hẻm chọn một con đường khác về phần thi thể xử trí như vậy hắn hoàn toàn không cần suy nghĩ hắn bây giờ duy nhất cần suy nghĩ là hắn làm sao mới có thể giết Nguyên Hạo? Cái kiệu đó lại qua mấy con đường, cuối cùng dừng lại. Lãng Mai bên cạnh nói, vương gia. Tại sao không đi? Màn kiệu mở ra, trăng mùa thu cao lạnh, rắc xuống ánh sáng màu xanh nhạt, rơi vào mặt người trong kiệu đó. Người đó vần tráng rất cao, sống mũi rất kiệt xuất, nhưng Thái Dương đã nhiễm sương trắng. Nếu lão trẻ lại 20 tuổi, chắc chắn là Mỹ Nam tử làm nữ nhân động lòng nhưng anh hùng mạc lộ, mỹ nữ xế chiều, đều là chuyện làm người ta không biết làm sao. Ngước nhìn trăng sáng vằn vặt trên bầu trời, người trong kiệu đột nhiên nói, rất lâu không thấy màu trăng sáng như vậy. Lãng mai nói, vương gia, ngài chính là lo lắng không thể thành sự sao. Người trong kiệu thở dài, đây là lần ra tay không có nắm chắc nhất trong cuộc đời của ta. Nhưng ta phải ra tay. Lãng mai thăm dò, ngài cảm thấy địch thanh võ công không đủ mạnh. Người trong kiểu lắc đầu, hắn là người võ công cao cường nhất chúng ta có thể thấy được. Cho dù phi ưng đích thân ra tay, chỉ sợ cũng không thể mạnh hơn hắn. Vậy vương gia sợ cái gì? Lãng mai cho mày cũng lo lắng. Người trong kiểu liếc nhìn lãng mai, trong mắt lóe lên phần cảm thán, vì người ta đều biết, người địch thanh muốn giết, chỉ có mạnh hơn. Lão đột nhiên cười mỉa mai, nhớ năm đó, triệu doãn thăng không phải cũng liên hệ chúng ta đi giết vua tống sao? ngày nay phong thủy đổi rồi, trở thành chúng ta liên lạc địch thanh đi giết nguyên hạo. Cũng nực cười. Người trong kiệu tuy tức cười, nhưng trong mắt một chút ý cười cũng không có. Vì lão biết chuyện này một chút cũng không tức cười. Nguyên hạo không phải là triệu trinh, chuyện này nếu không thành, hậu quả không thể tưởng. Lãng mai do dự nói, thật ra, có câu không biết nên nói không? Người trong kiệu nói, người nói đi, lúc này, người ta còn phân bên này bên kia sao? lãng mai đề nghị nếu vương gia buông tay quy ẩn nói không chừng có thể tránh được kiếp nạn này có khi lui một bước mới là quân cờ tốt người trong kiểu ánh mắt mãnh liệt quát khẽ người có ý lui sao lãng mai không tránh ánh mắt người trong kiệu. trầm giọng nói lãng mai không sợ nhưng chỉ vì cho lắng cho vương gia chúng ta tuy bố trí lại sắp xếp địch thanh nhưng muốn lấy mạng của nguyên hạo vẫn không có nắm chắc lắm lãng mai chết không tiếc nhưng sợ vương gia có chuyện lãng mai cả gan vẫn xin vương gia suy xét người trong kiệu dời ánh mắt đi than thở cho dù ta buông tay ngột tốt có buông tay không ngột tốt không còn là ngột tốt của năm nào ta theo y đánh hạ giang sơn của nặc đại không ngờ chỉ là một chủng thế hành hèn mọn đã khiến y có điều nghi kỵ với ta lần này bảo ta từ minh đường trở về phủ hưng khánh rõ ràng là y sắp xưng đế bảo ta đến chúc mừng nhưng y muốn là gì ta không hề biết đương nhiên ta có thể bỏ tất cả nhưng bỏ và chết có gì khác biệt chứ lãng mai không khuyên bảo nữa vì y cũng biết có khi con người đang sống chính là vì bỏ không được quyền lợi có thể làm người ta điên cuồng quyền lợi đương nhiên cũng có thể làm người ta diệt vong trong nháy mắt địch thanh đã làm thị vệ ba ngày nhưng hắn ngược lại không vội vì hắn biết có người còn vội hơn hắn hôm nay vào cung địch thanh thay phiên trực ban cả ngày đi tới trước dưỡng tâm đường canh gác ở đó bình thường không có ai đi không tính là yếu địa địch thanh không đợi xuất phát thì gặp lãng mai hai người tuy sớm quen biết nhưng gặp nhau như vậy không nói nhiều hơn một câu chỉ là lúc gặp thoáng qua rồi đi lãng mai đột nhiên nói với địch thanh tiền ngươi nợ ta có định trả không Mọi người đều ngẩn ra, Địch Thanh cười lạnh nói, "Ta thiếu tiền ngươi khi nào?" Lúc trả lời hắn đã biết, thời điểm ra ta tới rồi. Lãng Mai một quyền đánh tới, lại bị Địch Thanh xảo quyệt nắm cổ tay. Hai người đấu sức một hồi, Thượng Khất đã tới khuyên nói, "Có chuyện ra ngoài nói." Lãng Mai thu nắm tay, phẫn nộ nói, "Ngươi đừng để ta thấy ngươi nữa." Y đột nhiên xoay người bỏ đi. Thượng Khất tức giận nói, "Sao ngươi chọc y chứ?" Lúc ra ngoài Cẩn thận một chút, ai cũng không quản được những chuyện rắc rối này. Đây vốn là tranh chấp thường thấy của cấm vệ trong cung. Nếu không có xảy ra chuyện, mọi người tự sẽ quên ngay. Trên mặt Địch Thanh tràn đầy giận dữ nắm chặt tay theo sau thường khất, lúc tới dưỡng tâm đường, còn có chút tức giận. Lúc này Địch Thanh mở lòng bàn tay, nhìn thấy bên trong có viên thuốc Lạp Hoàng. Nhẹ nhàng bóp nát viên Lạp Hoàng đó, bên trong lộ ra một tờ giấy mỏng như cánh ve. Địch thanh nhìn qua, đã rõ hết tất cả. Cha tờ giấy thành mảnh vụn, cẩn thận giấu đi. Ngày sắp hoàng hôn, ánh tà dương chiếu tới, tường đỏ như máu. Địch thanh nhìn ngọc lưu ly lấp lóe trên đỉnh đường, ánh mắt cũng có chút lên đên. Trên giấy chỉ viết một câu ngày mai ra tay ở Điện Thiên Hòa. Mệnh lệnh đơn giản rõ ràng. Nhưng vì một trận này, quả thật lãng phí công sức quá nhiều người. Ngày mai ra tay, tối nay hắn nhất định phải trốn tới Điện Thiên Hòa. Địch Thanh có chút nhăn mày. Lục trực ban trong ngự vi chia làm ba tổ. Mỗi tổ 24 đội. Thẻ bài của mỗi người trong đội đều ghi chép tỉ mỉ trong cung. Biện pháp này đề phòng thích khách không thể vào trong. Cho dù đối với vệ thú quân cũng phòng bị như vậy. Địch Thanh vẫn nghĩ không thông. Nếu hắn đột nhiên biến mất không thấy, đám người lãng mai làm sao lắp chỗ trống này. Lúc địch thanh đang nghi ngờ, có một cung nhân đi vào, nhìn thấy thượng khất cười nói, thượng khất, vương gia nói có chuyện căng dặn ngươi, bảo ta đến tìm ngươi, không biết là chuyện gì. Trong cung bao nhiêu có thể tùy ý đi lại, cũng chính là cung nhân cung nữ. Đây là dưỡng tâm đường, thấy phục sức của cung nhân đó, giống như là người của ngự thiện phòng. Chương 238, Nguyên Hạo, năm. Thượng khất nhìn xung quanh, nói, vương gia nói. Y nói mấy câu rất nhỏ, giọng rất thấp. Cung nhân đó rất là kỳ lạ, hỏi, ngươi nói gì? Nhưng không đợi hỏi tiếp, trong lúc đó hai tròng mắt đột nhiên lộ ra, vì một sợi dây thừng đã trói cổ y, đầu kia sợi dây thừng, chính là trên tay của thượng khất. Địch thanh xa xa nhìn thấy kinh ngạc, lập tức hiểu rõ cái gì. Thượng khất giết cung nhân đó rồi quay đầu nói với địch thanh, cởi y phục, tháo đao đeo y đổi y phục đao đeo thẻ bài của địch thanh lên người của cung nhân đó địch thanh nghĩ thông rồi thượng la đa đa đã chết còn trong cung thiếu một cung nhân tạm thời không vướng ngại thượng khất giết cung nhân này chẳng qua là thay làm thi thể của thượng la đa đa cũng chính là thêm chỗ trống cho địch thanh rời khỏi thượng khất cho cung nhân đó mặc y phục của thượng la đa đa còn dán râu cho cung nhân đó lại thoa máu tươi lên mặt cung nhân đó cho dù là địch thanh cũng cảm thấy người nằm trên đất chính là mình ca cổ đã từ chỗ núi giả đào ra một cái hố lấy y phục bên trong ra để địch thanh mặc vào đó là một bộ đồ bó sát người ngoại trừ y phục ra còn có một đôi giày hai ống trúc một thanh kiếm ngắn và một bao lương thực nhỏ lúc sát cổ thay đồ cho địch thanh nói ống trúc là độc thủy tầm bắn bốn thước chỉ có một lần cơ hội bắn nên lúc gần người hãy sử dụng chỉ cần dính một chút tới đối thủ thì vạn kiếp không phục nổi hai ám khí này đều chỉ có một cái nút ấn một cái thì phát ra ống trúc cấu tạo khéo léo hiểm độc làm cho lòng người sinh ra cảm giác kinh sợ địch thanh nhận lấy ống trúc cất ổn thỏa xong ánh mắt lại nhìn lên thanh kiếm ngắn đó ngoài thanh kiếm ngắn đó có một vỏ ngắn đen nhánh bình thường ca cổ trúc kiếm ra kiếm đó cực ngắn chỉ có một tấc nhưng lạnh thấu xương Địch thanh nhịn không nổi nói, kiếm tốt. Thậm chí hắn không cần thử, thì có thể cảm nhận được kiếm đó có thể cắt đứt vàng ngọc, chém sắc như chém buồn. Ca cổ đột nhiên dùng ngón tay cái ấn lên chui kiếm đột nhiên hoa văn xuất hiện. Chỉ nghe tiếng tan nhỏ vang lên, kiếm quang tăng vọt, đột nhiên biến thành dài ba tấc. Ánh mắt địch thanh lóe lên, thở dài nói, kiếm tốt. Hắn không thể không nói. Những người này vì muốn giết nguyên hạo, cái gì cũng nghĩ tới. Ca cổ ấn lên cái hoa văn đó, kiếm dài rút lại. Địch thanh nhận lấy thanh kiếm ngắn cài vào bên hông. Cuối cùng hiểu thì ra cho tới bây giờ, không phải hắn cải trang tốt, mà là vì thường khất. Giác cổ và xương lý, vốn chính là người một phe của hắn. Nói như vậy, thì vệ trong cung đã có rất nhiều là thuộc hạ của người trong kiệu. Địch thanh không kịp nghĩ nhiều. Xương lý đã đi tới nói, chỗ núi giả kia, có một cái hang, đủ ngươi ẩn tới tối, chuyện còn lại, phải tự ngươi giải quyết. Địch thanh gật đầu, đã chui vào trong núi giả. Sau khi nghe tiếng báo động truyền ra, tiếng bước chân dồn dập, đã có người chạy về phía này. Thượng La Đa Đa chết rồi. Vì không phục tùng mệnh lệnh tự tiện đi lại, bị thượng khất giết chết. Ở trong cung, cấp bậc chế độ cực kỳ nghiêm khắc. Không phục tùng mệnh lệnh thì tội chết. Về phần có người nghi ngờ, cũng là chuyện sau này. Sau khi ồn ào qua đi, dần dần im lặng lại. Dưỡng tâm đường chỉ giữ lại bốn người canh gác, giống như mấy người thường khất đứng ngay ra ở đó. Địch thanh ẩn trong hang núi giả, chờ mặt trời lặn về đằng Tây, chờ mạng đêm buông xuống. Không trăng không sao, trong cung tuy có thắp đèn sáng. Nhưng dưỡng tâm đường xung quanh tràn ngập là tối đen. Địch thanh đã để ý tới thị vệ trong coi đó có chút ngủ gật thừa dịp lúc không phòng bị, lặng lẽ ra khỏi núi giả, đi về phía của điện thiên hòa. Mấy ngày nay, hắn đã vô cùng quen thuộc từng cọng cây ngọn cỏ trong cung, dễ dàng tránh được cảnh giới, tới bên cạnh điện thiên hòa. Điện thiên hòa vốn là chỗ nguyên hạo và quần thân bàn chuyện quan trọng. Ban ngày tuy không có phòng bị nghiêm ngặt, nhưng tới đêm tối, vì cũng không ai ở, phòng bị cũng yếu rất nhiều. Địch thanh giống như con báo, leo lên cây cột, dẫm nhẹ lên mái ngói, tới chỗ bên trên của đại điện. Sau một hồi tìm kiếm, gỡ mấy tấm ngói ra, lắc mình để vào, ẩn trên xà ngang đại điện. Từ chỗ đó quan sát phía dưới không sót chỗ nào. Nhưng vì trong này là gốc chết, người phía dưới ngược lại không thấy đồng tỉnh phía trên. Địch thanh có thể thấy được trên điện đài cao có một ghế rồng, phủ lên tấm gấm theo rồng vàng, trong đó chỉ có một cái ghế, chắc chắn cũng chỉ có một người ngồi ở đó đó chính nguyên hạo độc nhất vô nhị Tây Bắc. Điện Thiên Hòa so với đại điện hoàng cung của Biện Kinh ít hoa lệ hơn. Cung điện không người, lại thiếu không khí của sự nghiêm trang kính cẩn. Địch Thanh nhìn cái ghế rồng đó hồi lâu. Sau khi hạ tay ước đoán, cuối cùng từ trong ngực lấy ra lương khô, chậm rãi nuốt. Thượng khất chuẩn bị thức ăn cho hắn, hắn cái gì cũng không động tới. Hắn chưa bao giờ tin tưởng phi ưng và người trong kiệu nhưng hắn tin bây giờ nguyên hạo không chết thì hắn không còn giá trị lợi dụng có khi ai đang lợi dụng ai không ai có thể phân biệt rõ sự tình dường như rất phức tạp sự việc dường như quá mức thuận lợi tới bây giờ địch thanh đã không có đường lui hắn đang ngồi trên xà ngang nghĩ rất nhiều rất nhiều nghĩ nhiều nhất vẫn là bộ lông chim đầy màu sắc nhẹ nhàng nhảy múa trong mưa dường như luôn có sợi dây lụa màu lam dựng lên theo gió màu làm như nước biển, tinh khiết tựa bầu trời. Địch thanh nhắm nghiền hai mắt, chầm chậm đợi bình minh. Gà trống gáy lần thứ ba, phía đông hơi trắng. Địch thanh sớm thức dậy, điều hơi vận khí, hoạt động gân cốt. Lúc hắn đang nghỉ ngơi, đã rất cẩn thận, ngay cả hạt tro cũng không rơi xuống. Giờ nguyên hạo lâm triều đã tới rồi. Rất nhanh, hai cánh cửa dài nặng đó bị đẩy ra, một tia ánh sáng mặt trời từ bên ngoài chiếu đến chỉ xé một góc tối trong điện nắng sớm ngày thu mang theo chút thê lương của chim nhạn bay về phía nam địch thanh ngước nhìn nắng sớm đột nhiên nghĩ tới thì ra mỗi ngày đều thấy được nắng sớm cũng không phải là chuyện dễ dàng tiếng nhạc trống vang lên có hai nhóm thị vệ cầm kích vào bọn họ không cần kiểm tra lại cái gì vì bọn họ tin tưởng với canh phòng nghiêm ngặt ở nơi đây cho dù con chim cũng khó mà bay vào được có quan trị điện quát các quan nhập cung. Hàng chục thần tử đi vào, Địch Thanh phần lớn không quen. Hắn tuy ở trong cung hơn tháng, nhưng những viên quan này lại ít gặp mặt. Hắn là thị vệ, càng không hỏi quá nhiều chuyện. Người Địch Thanh có thể nhận ra chỉ có hai người, một người là trung thư lệnh Trương Nguyên Phong độ trí thức, một người khác đương nhiên là phản tướng đại tống Hạ Thủ Vân. Nhưng Địch Thanh càng lưu ý chính là một người khác, người đó đang đứng sau lưng Nguyên Hạo, phía trước xa chỗ Hạ Thủ Vân người đó trán rất cao mũi thẳng thái dương hơi nhùm xương trắng với vị trí người đó đứng mà nói chắc là trọng thần thủ hạ của nguyên hạo hành động ám sát lần này vô cùng kín đáo nếu không phải là trọng thần sao dễ dàng nắm trong tay bố cục sau khi quần thần về chỗ của mình tiếng nhạc lại vang lên quần thần nghiêm trang chắp tay cung kính chờ nguyên hạo tới địch thanh liền nghe tiếng bước chân liên tục thấy ở đó đi ra hai đội hộ vệ mỗi bên tám người đều mặc kim giáp, tay cầm trường kích, cực kỳ khí thế. Địch thanh trong lòng nặng nề, hắn đã nhận ra, 16 hộ vệ đó đều bước đi trầm lặng. Nước sâu núi cao, hiển nhiên đều là võ nghệ tài giỏi. 16 người đó được xem là kim giáp trường kích, khí thế phi phàm, nhưng không thể che lấp được phong thái của người đi ở giữa. Kỳ thực địch thanh nhìn đầu tiên là thấy được người đó. Cái người đó bất luận đang ở đâu, lần đầu thấy đều để ý, người không thể xem thường người gió đang mặc áo trắng, đầu đội hát quan. Áo trắng hơn tuyết, hát quan như mực. Toàn thân y có thể nói là không có nửa phần trang phục hoa mỹ. Vì y đã không cần long bào kim quan để giữ gìn cái gọi là tôn nghiêm. Nếu y là rồng, đi tới đâu cũng là rồng. Hà tất phải gấm lụa rực rỡ. Y bước đi chậm rãi tới ghế rồng, lẳng lặng ngồi xuống, ngón tay gãy nhẹ. Một bộ trường cung đặt lên trên bàn án, một bình mũi tên long vũ đặt bên cạnh tay. Trường cung mạnh mẽ, trong bình chỉ cắm năm mũi tên. Màu sắc bó tên khác nhau, một cây sáng rực như màu kim. Một cây trắng tinh như màu bạc. Một cây hiện ra màu đồng vàng nhạt. Hai cây còn lại một đen một sẫm tối, hiện ra ánh sáng lạnh lẽo dày đặc. Địch thanh trong lòng đang nghĩ, tại sao nguyên hạo chỉ cần năm mũi tên. Năm mũi tên đó nếu màu sắc giống như bó tên, thì hẳn là năm loại kim, ngân, đồng, thiết. Tích Người cung ngạo như vậy, chẳng lẽ cho rằng trên đời này, chỉ cần năm mũi tên thì có thể giải quyết tất cả vấn đề sao? Đột nhiên trong lòng chấn động, trong lòng địch thanh có chút kỳ quái, dường như nghĩ tới một chuyện cực kỳ quan trọng, mà một thời gian quên là chuyện gì? Chung Khánh vừa vang lên, mọi âm thanh đều im lặng, cuối cùng Nguyên Hạo mở miệng, trung thư lệnh. Ta Tà chí tài thống trị thiên hạ, sau trận chiến tam xuyên khẩu đã qua nửa năm rất lâu không biết ngươi có kế sách đoạt thiên hạ không giọng nói đó không mang sự kiêu ngạo chút nào thậm chí có thể nói là nhẹ nhàng nhưng trong lời nói ẩn chứa dứt khoát chân thật đáng tin địch thanh trong lòng chấn động thầm hiểu đại tống cả ngày đang nghĩ tới việc nội bộ đánh đấu triệu trinh còn trẻ thiếu quyết đoán so với nguyên hạo cả ngày luôn nghĩ thống trị thiên hạ lại kém rất nhiều trung thư lệnh trương nguyên tiến lên giọng cung kính nói khởi bẩm ngột tốt kế định thiên hạ đã có không phải là cố giành lấy vùng quan hữu theo quan trung địa thế thuận lợi hướng đông là lấy biện kinh nếu có thể kết thêm binh của khế đan nhìn qua hà bắc làm cho trung nguyên một thân hai tật thế này khó chống đỡ được lâu nguyên hạo nghe xong không có trả lời chỉ là vuốt vuốt cái bàn ngón trỏ khẽ chọc lúc này địch thanh mới để ý tới bàn tay của nguyên hạo thanh tú ngón tay thon dài nhưng nhẹ nhàng khuấy động lại tỏ ra cực kỳ có lực không biết tại sao địch thanh từ trong động tác gõ của y giống như nhìn thấy lực sĩ đánh trống tùng tùng vang dội cái này không phải nói trên mặt nguyên hạo tuy nho nhã bình tĩnh nhưng trong lòng hừng hực ý chí chiến đấu nhưng làm địch thanh lưu ý nhất chính là đầu ngón tay bên tay trái nguyên hạo có móng tay dài dài mà móng tay đó chính là màu lam màu lam như biển địch thanh trong lòng chấn động không biết làm sao, đã nghĩ tới sợi dây lụa đó của phi tuyết. Hắn tuyệt không nên nghĩ như vậy, vì phi tuyết và nguyên hạo, vốn hoàn toàn không cùng loại người, càng không có bất cứ liên quan gì. Nhưng lúc đó trong lòng địch thanh lại có ý niệm cổ quái. Đó chính là phi tuyết và nguyên hạo, giữa họ tất có liên hệ. Đại điện im lặng, im lặng không chút tiếng động. Nhưng trong lòng mỗi người đều có tiếng trống chiến thúc dục, tùng tùng không ngừng vang lên tuy rằng địch thanh cảm thấy kỳ lạ về mối liên hệ của mình nhưng nghe kế sách của trương nguyên càng cảm thấy kinh hãi tạm thời gạt bỏ tạp niệm sang một bên thậm chí suýt chút nữa là hắn quên mất chuyện đi hành thích tuy trương nguyên nói năng thì nhã nhặn nhưng địch thanh nghe ra được kế sách mà trương nguyên nói vừa đơn giản lại có hiệu quả người đãng hạn có ý đồ rất rõ ràng đó chính là đoạt mảnh đất lũng hữu trước rồi dùng vũ lực chiếm lấy quan trung sau đó lấy quan trung làm bàn đạp tiến công Trung Nguyên, đánh thẳng đến Biện Kinh, chinh chiến thiên hạ. Từ xưa đã có nhiều kẻ có quan lũng là có thiên hạ, cho nên người đảng hạng đã sớm chấm quan lũng làm một miếng thịt béo bở. Do đó người đảng hạng nghĩ trăm phương ngàn kế, phát động trận chiến tam xuyên khẩu. Nhưng Nguyên Hạo đương nhiên chẳng thỏa mãn khi chỉ chiếm được mỗi trại Kim Minh này, gã hiển nhiên muốn căn cứ vào trại Kim Minh, gắng sức đánh chiếm mảnh đất quan trung của Đại Tống. chương 239, đánh cờ, một. Ngẫm nghĩ Đại Tống từ sau hiệp ước thiền uyên, đã hòa thuận với người khiết đang được mấy mươi năm, nhưng người khiết đang lòng muôn giả thú, nếu thật sự có cơ hội chia cắt Đại Tống, làm sao mà không tham gia vào cho được. Đến lúc đó, Đại Tống vốn dĩ suy nhược, lại đối mặt với hai bên là địch, tình thế có thể nói là nguy cơ trùng trùng. Chỉ vài câu nói phát họa sơ sài của Trương Nguyên, vậy mà đã định hướng tư tưởng chủ đạo cho cuộc chinh chiến của người đảng hạng sau này từ đây tây bắc sẽ phủ đầy khói lửa khó mà yên bình mưu kế của con người trương nguyên này sao lại thâm độc đến thế đám người trong điện ai nấy ngẫm nghĩ tâm tư riêng nguyên hạo lại mở miệng lần nữa người khiết đang an nhàn đã lâu đã chẳng còn lòng dạ lan sói khó mà thuyết phục họ cùng xuất binh trương nguyên lập tức nói nhưng nếu ta tiếp tục thắng trận bọn họ khó tránh khỏi có sẽ sự dao động. Nguyên Hạo khẽ gật đầu, nói từng chữ một, vì vậy điều quan trọng trước mắt không phải là xưng đế, mà là bước tiếp theo phải dùng binh như thế nào. Hạ đại nhân, trận chiến tam xuyên khẩu, ta đây đã cậy vào sức ngươi khá nhiều, không biết tiếp theo đây, ngươi cảm thấy phải dùng binh ở đâu thì tốt hơn đây. Hạ Thủ Vân được sủng ái mà bất ngờ. Vội nói, những ngày gần đây, thần đã dốc hết trí lực, phát thảo địa hình quan lũng, đã định ra được kế sách tác chiến cho bước tiếp theo, kính xin một tốt xem qua. Gã rút ra tấu chương từ trong ống tay áo, trình lên bằng hai tay. Có thị vệ nhận lấy tấu chương, nguyên hạo đón lấy rồi xem qua hồi lâu, tán thưởng nói, hạ đại nhân vất vả rồi. Lúc nào gã nói chuyện cũng đều ôn hòa vui vẻ, địch thanh trên xà nhà nghe thấy, khó mà tưởng tượng một nguyên hạo mưu ma trước quỷ, gian trá xảo huyệt lại là loại người như vậy nhưng địch thanh không thể không khâm phục kế sách dùng người của nguyên hạo chỉ cần là người hữu dụng nguyên hạo chẳng tiếc lời ngon tiếng ngọt để lấy lòng nhưng đối với người vô dụng thì hạ thủ vân nghe nguyên hạo khen ngợi gương mặt già dạ nua rạng rỡ hẳn lên vui không kể xiết nguyên hạo chuyển chủ đề nói giả lời vương ta nghe nói đêm qua ngươi đã dẫn binh vào phủ đệ lưu bình bắt giữ lưu bình không biết nguyên cớ do đâu người có tóc trâu bạc phơ bước lên trước một bước đáp lời rằng khởi bẩm ngột tốt lưu bình muốn phản trái tim địch thanh thót lên một cái không phải vì nghe thấy tin tức lưu bình muốn tạo phản mà là do nghe được giọng nói của người đó người đó chính là ở trong kiệu giả lợi vương đó chính là giả lợi vượng vinh người quản lý minh đường sương quân cũng chính là một trong cửu vương long bộ chẳng trách giả lợi vượng vinh lại ngông cùng như vậy hứa hẹn nếu địch thanh làm được việc muốn cái gì thì sẽ có cái đó chẳng trách người kiêu ngạo như phi ưng cũng phải hợp tác với giả lợi vượng vinh bởi vì giả lợi vượng vinh đủ tư cách chẳng trách địch thanh vào được trong cung tuy rằng việc vào cung như đi quốc trên băng nhưng vẫn có thể vào được trong thiên hòa điện một cách dễ dàng và thuận lợi chỉ bởi vì người chủ mưu của tất cả chuyện này chính là giả lợi vượng vinh nhưng tại sao giả lợi vượng vinh lại muốn giết nguyên hạo y chẳng phải là trợ thủ đắc lực của nguyên hạo sao địch thanh nghĩ không thông chỉ đành im lặng xem nốt màn kịch này. Lúc Nguyên Hạo nghe thấy nghe thấy bốn chữ, Lưu Bình muốn phản, ngón tay gõ lên bàn không hề dừng lại, gã ôn tồn nói, gã không có tư cách gì để phản đâu. Tuy rằng địch thanh ở tít trên cao, nhưng mãi vẫn chưa nhìn rõ mặt của Nguyên Hạo. Hắn chỉ thấy được sau lưng, y phục, cung tiễn của Nguyên Hạo. Nhưng hắn nghe ra được, tuy khẩu khí của Nguyên Hạo thanh đạm, nhưng tự có cốt cách, đây chẳng cần nghi ngờ gì là một gã vô cùng tự tin, Nguyên Hạo căn bản là chẳng hề lo lắng về Lưu Bình. Lưu Bình phản cũng được, không phản cũng được, hà tất Nguyên Hạo gã phải ra tay chứ. Nhưng nếu đã là vậy, tại sao Nguyên Hạo lại không hỏi về chuyện của Lưu Bình? Địch Thanh nghĩ đến đây, ánh mắt dời lên người của giả lợi Vượng Vinh. Thần sắc của giả lợi Vượng Vinh thận trọng, chậm rãi nói, ta chỉ sợ, y bị địch Thanh đầu độc. Khi nghe thấy hai chữ địch Thanh, ngón tay gõ như đánh trống của nguyên hạo cuối cùng cũng dừng lại dây lát rồi lại nhanh chóng đánh nhịp như thường địch thanh giết hạ tùy chạy khỏi phủ hưng khánh lại giết vài tên phó thống quân và giám quân sứ của ta chạy trốn thẳng theo hướng hướng tới ngọc môn quan các ngươi vẫn chưa bắt được hắn ư hạ thủ vân hận đến ngón tay đã bấm vào trong thịt giọng rung lên nói ngột tốt thần xin đích thân dẫn binh đi truy bắt địch thanh địch thanh giết chết con trai ruột của gã Hạ thủ vân hận không thể lột da ăn thịt địch thanh, nhưng không được ngột tốt ra lệnh, ai cũng không thể tự ý lĩnh binh. Nguyên hạo thản nhiên nói, ta không hỏi ngươi. Gã nhìn giả lợi vượng vinh, người phụ trách truy bắt địch thanh là giả lợi vương. Địch thanh nghe thấy nguyên hạo đang nói đến hắn, trong lòng hồi hộp lo sợ. Giả lợi vượng vinh thở dài nói, địch thanh quỷ kế đa đoan. Thân thủ cao cường, sẽ có một ngày, trở thành đại họa của ta lão thần bất lực đến nay vẫn chưa bắt được địch thanh vẫn xin ngột tốt thứ tội nguyên hạo nói nếu người chạy về phía ngọc môn quan là địch thanh trái lại cũng thật khiến ta thất vọng địch thanh giật mình trong lòng giả lời vượng vinh mặt không biến sắc nói ngột tốt sao lại nói vậy nguyên hạo hạ giọng nói nghe về địch thanh mấy năm gần đây quả thực là không đơn giản hắn ra sức chống lại thiết diều tử phá hỏng trại hậu kiều của ta làm la hầu vương bị thương lúc xây dựng thành thanh giảng đã giết lùi không ít tộc trưởng đến quấy rối. Thậm chí còn giết cả bồ đề vương ở bình viễn, nếu đem so sánh thì hắn ngông cuồng hơn nhiều so với thiết bích tướng công, cũng xem như là một đối thủ của ta. Nhưng thượng binh phạt mưu, kỳ thứ phạt giao, kỳ thứ phạt binh, kỳ hạ công thành, đánh giặc giỏi nhất là dùng mưu, thứ đến là dùng ngoại giao, thứ nữa là dùng binh, hạ sách là đánh phá thành lũy, hắn có tài lĩnh binh, lại đi hành nghệ thích khách, thật khiến ta thất vọng nếu chỉ dám giết những hạng như thống quân dám quân sứ càng là kẻ thất phu chi dũng người vô học kém mưu trí dựa vào chút dũng khí mà làm bừa loại người như vậy hà tất chúng ta phải nhọc tâm trương nguyên nói địch thanh tuyệt đối không phải chỉ là kẻ thất phu chi dũng chẳng qua là đang thiếu bá nhạc bá nhạc người thời xuân thu có tài xem tướng ngựa quý hắn gặp trở ngại bởi gia pháp tổ tông của đại tống với thân phận một kẻ hành ngũ mà hắn có thể có được vị trí như ngày hôm nay, như vậy đã khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi. Liết nhìn Hạ Thủ Vân một cái, Trương Nguyên nói, Phạm Ung vô năng, hơn nữa Hạ Đại Nhân lại nhìn ra thằng nhóc này sẽ có mối uy hiếp đối với ta, vẫn luôn áp chế hắn, như vậy mới hạn chế sự phát huy của hắn. Người này chỉ cần có được sự đề bạc của năng thần nhà Tống, e rằng sớm muộn cũng sẽ có ngày thành rồng. Nguyên Hạo không chút quan tâm mà nói, thế ư triều đình nhà Tống có năng thần sao? Trương Nguyên cẩn trọng nói, sau trận chiến tam xuyên khẩu, triều Tống đã phái hạ tủng trấn thủ biên cương, người này háo sắc tham tài, không hiểu binh pháp, có gì phải lo lắng. Nguyên Hạo nhạt nhẽo nói. Địch Thanh nghe thấy Nguyên Hạo nắm rõ chuyện biên cương đại Tống như vậy, ngay cả đối với địch Thanh hắn cũng hiểu rõ mồn một, hắn không khỏi lạnh cả sóng lưng. Trương Nguyên nói, hạ tủng đích thật chẳng đáng sợ. Nhưng trước mắt ngoài trừ hạ tủng ra, triều đình nhà Tống còn phái thêm đám người hỗ trợ phòng thủ biên cương như Phạm Trọng Im, Bàn Tịch, Hàng Kỳ vân vân. Có ba người này trấn giữ phía Tây Bắc, quân ta nếu muốn giành thắng lợi như trận tam xuyên khẩu, chỉ sợ không còn dễ dàng nữa. Ngón tay của Nguyên Hạo lại lần nữa dừng lại dây lát, lúc này mới nói, bàn tịch vững vàng giỏi giang, Phạm Trọng Im không ngờ cũng được đề bạc ư. Y không đánh giá Phạm Trọng Im, dường như cũng cảm thấy con người Phạm Trọng Im này khó mà đánh giá một cách bình thường được. Trương Nguyên thở dài nói, không sai, người này lúc lên lúc xuống. Không sợ quyền quý, đắc tội Thái Hậu, đắc tội cả Triệu Trinh, đắc tội Lã Di Giảng, chỉ cần là trọng thần trong triều, nếu gã cảm thấy không đúng, liền dám thẳng thắn nói ra, không chút kiên dè. Nguyên Hạo trầm năm nói, tính cách của con người này, nếu qua bên chỗ ta, có thể giữ được chức quan tương đương chức trung thư lệnh. chương 240, đánh cờ, 2. Ấy vậy mà Trương Nguyên lại không có ý đố kỵ, y chỉ nói là, nếu Phạm Trọng Im có thể qua đây, đem vị trí của thần nhường cho y thì thần cũng cam tâm tình nguyện, bởi vì thần tự thấy mình không bằng y, chỉ đáng tiếc là, y sẽ không đến đây. Từ phía xa địch thanh trông thấy thần sắc của Trương Nguyên nghiêm túc, nhưng cũng chẳng có ý giả vờ đóng kịch, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy kỳ lạ. Hắn cũng thật sự không biết, phía đại tống có vị thần tử nào lại có tài cán sánh bằng trương nguyên nguyên hạo cuối cùng cũng thở dài nói đáng tiếc y ở triều tống mà đám văn thần trong triều kia suốt ngày đấu đá với nhau không vì quyền lực của cải thì là đấu khí phạm trọng im là một người khác biệt nhưng tính cách của y đã định sẵn y khó lòng được những kẻ phàm phu bên triều tống trọng dụng ta không ngờ lần này y lại được phái ra biên thùy người này lòng có chí lớn kinh nghiệm từng trải chỉ e rằng y là mối họa tâm phúc của ta. Trương Nguyên tán đồng nói, một tốt nói không sai. Địch Thanh ở trên xà nhà nghe được, không biết trong lòng có mùi vị thế nào. Xem ra người hiểu triều tống nhất, ngược lại lại là người đảng hạn, người hiểu phạm trọng im nhất, lại chính là Nguyên Hạo. Nguyên Hạo chậm rãi gật đầu. Chợt lên tiếng cười, nhưng dù sao phạm trọng im cũng chỉ là một người, nghĩ tới lại di giảng ghét hiền ghen tài, hạ tủng khó có tấm lòng bao dung, chúng ta cho dù không làm gì được phạm trọng im chỉ sợ lại di giản và hà tủng cũng không giữ y lại huống hồ ở tây bắc còn có một hàng kỳ người này tính tình cứng cỏi tuy có chí lớn nhưng khó nghe lời khuyên răng thư sinh dùng binh ắt có thiếu sót lần này có thể chọn gã làm điểm đột phá trương nguyên mỉm cười nói ý kiến của Ngọc tốt không ngờ với hạ đại nhân không bàn mà hợp trên mặt hà thủ vân có vẻ đắc ý khiêm tốn nói ngột tốt chí tại thiên hạ mắt cao rộng, thần sao dám sánh cung Địch thanh trên xà nhà nghe đến nỗi cả người toát mồ hôi lạnh, thấy nguyên hạo phân tích tỉ mỉ, kiến thức độc đáo, không khỏi lại phiền não thay cho Tây Bắc. Thấy bộ dạng khúng núng của hạ thủ vân, địch thanh lại hận mình không thể cho gã một đao. Trong điện yên lặng dây lát, nguyên hạo quay trở lại chủ đề ban đầu, giả lời vương, người nói Lưu Bình muốn tạo phản, nên mới bắt giữ gã, nói như vậy, hẳn là ngươi đã dẫn gã vào cung rồi. Giả lợi vượng vinh nghe mọi người nghị luận chính sự, y vẫn cứ trầm mặt mà đứng ở đó, nghe vậy liền nói, không sai. Lão thần tuy chưa có chứng cứ xác thực, nhưng cũng không thể tự tiện giết chóc, nên thần đã mang gã vào đây, xin ngột tốt minh đoán. Nguyên hạo hạ giọng nói, thế thì đưa gã lên đây hỏi xem. Khi Lưu Bình bị áp giải lên, trong tệ hại vô cùng, bụi đất đầy mặt, lỗ tai của y bị mất đi một chiếc, do trong trận tam xuyên khẩu đã bị cung tiễn bắn bay đi lưu bình của ngày hôm nay vô cùng tiều tụy hoàn toàn không còn ý chí sung mãn của năm nào y bước vào trong điện cứ luôn run rẩy không ngừng hình như có vẻ đang sợ hãi nguyên hạo thấy lưu bình đi tới hỏi lưu bình nghe giả lợi vương nói ngươi muốn phản a à? lưu bình run rẩy nói thần không dám y không dám tạo phản càng không dám nói giả lợi vịnh vương đổ oan cho y nguyên hạo nhìn về phía giả lợi vượng vinh giả lợi vương chính cớ của ngươi đâu giả lợi vượng vinh chậm rãi nói, Lưu Bình âm thầm cấu kết với địch thanh, âm mưu tạo phản, còn bằng chứng thì kỳ thật tìm một người đứng ra là có thể biết rõ chân tướng. Là ai vậy? Nguyên hạo lười biến nói. Xem ra gã căn bản là chẳng có chút hứng thú gì với chuyện này, gã còn hỏi được một câu, chẳng qua là vì còn chút tôn kính đối với giả lợi vương. Người này dù sao cũng là đại ca của phu nhân gã. Khóe miệng giả lợi vượng vinh nở nụ cười tàn nhẫn, người này chính là con trai của lưu bình lưu nghi tôn y cũng đã đến phủ hưng khánh chính là y đã liên hệ với địch thanh cấu kết với thạch đà của đại mạc chuẩn bị tìm lưu bình để liên kết tạo phản địch thanh khẽ kinh hãi đưa mắt nhìn qua chỉ thấy lưu nghi tôn bị áp giải lên điện cả người toàn là máu phẫn nộ mà nhìn phụ thân đang run rẩy lưu nghi tôn sao lại đến chẳng phải y đang đi cùng phi ưng sao lưu bình đã không dám ngẩng đầu lên mất đi dũng khí nhìn thẳng vào con trai mình. Lưu Nghi Tôn vẫn nhìn chầm chầm phụ thân mình một phút cũng không dời, ánh mắt sắc như đau, nhưng trong cái sắc lạnh, lại ẩn chứa sự bi thương và phẫn nộ vô bờ. Nguyên hạo lẩm bẩm nói, có chút thú vị. Dường như gã cũng bắt đầu thấy hứng thú, không nói thêm điều gì. Rất hiển nhiên, có một số người trời sinh đã có tính tàn nhẫn, lấy việc xem người khác đau khổ làm niềm vui. Nguyên hạo căn bản hỏi cũng chẳng cần hỏi, chẳng phải đã cảm thấy hơi hứng thú với mối quan hệ cha con này rồi sao? Lưu Nghi Tôn cuối cùng cũng mở miệng nói, ngươi không phải là phụ thân của ta. Lưu Bình xấu hổ nghẹn ngào nói, Nghi Tôn, ta, phụ thân ta sớm đã mất rồi. Khóe miệng Lưu Nghi Tôn đầy máu, lúc ở Tam Xuyên Khẩu, ông ta đã chết rồi. Ông dốc cạn giọt máu cuối cùng của mình. Hiền ngang mà chết. Ông tuyệt đối không đầu hàng nguyên hạo, cậu sống ô nhục tay áo lưu bình không gió mà tự lay động ông ta đã không thể nói nên lời lưu nghi tôn thấy lưu bình không nói bất thình lình y hét thấu cả tim gan ngươi là ai tại sao ngươi phải giả mạo phụ thân ta y bị hai tên binh sĩ giữ chặt tay kích động muốn xông lên trước bóp cổ lưu bình nhưng lại bị binh sĩ sau lưng kéo chặt cứng lưu bình cuối cùng cũng ngẩng đầu lên hai mắt ngập tràn lệ ta không xứng làm phụ thân của con nhưng con sao lại ngốc như thế chứ ông ta run rẩy như lá rơi trong gió thu ai cũng nhìn ra lưu bình không muốn con trai mình chết nhưng chuyện đến nước này cho dù hai cha con không chết số phận chỉ có thể bi thảm hơn mà thôi lưu nghi tôn thấy lưu bình như vậy trái lại cất giọng cười dài nhưng cười trong nước mắt ngập tràn đau thương ta đúng là quá ngốc ta ngốc mới đi tin rằng phụ thân ta vốn là một anh hùng đỉnh thiên lập địa ta quả là quá ngốc mà ngốc mới cho rằng cha ta chẳng thà chết cũng sẽ không hàng bởi vì xưa nay ông thường bảo ta rằng, chỉ có tướng quân mất đầu, không có người cha đầu hàng. Ta quá ngốc, ngốc đến mức khi có người nói với ta, Lưu Bình cha của Lưu Nghi tôn hàng binh, ta còn đi cắn xé đánh nhau với người ta. Khiến cho thương tích đầy mình. Trong điện chỉ còn tiếng gào thét thê lương như sói tru của Lưu Nghi Tôn, tất cả mọi người đều trầm mặt. Ngón tay Nguyên Hạo vẫn gõ lên mặt bàn một cách nhẹ nhàng mà có lực, dường như tiếng kêu la bi thương không cùng này cũng không tài nào đánh động được lòng dạ sắt đá của gã lưu nghi tôn lại nói vì vậy ta nhất định phải đến phủ hưng khánh lết cũng phải lết được tới phủ hưng khánh ta vốn dĩ muốn nói cho mọi người biết cha ta không phải kẻ nhược phu hai mắt y đỏ ao gần như muốn nhỏ máu nhìn chằm chằm vào lưu bình mà nói nhưng ta sai rồi sai một cách thảm hại thì ra người lúc đầu nói với ta rằng nghĩa sĩ cứu nguy cho người vượt lửa qua sông không từ nan huống chi nước nhà nguy nan trước mắt. Đã chết rồi. Kể cả cái người nói, vì nước tử chiến, kẻ lui phải chết, cũng đã chết rồi. À không, ông ta chưa chết. Ông ta kêu gạo để người khác đi chết, nhưng rốt cục bản thân ông ta thì đầu hàng nhục nhã mà sống, làm sao ông ta có thể đối mặt với quách tướng quân người đã tự chiến ở Tam Xuyên Khẩu, làm sao ông ta có thể xứng đáng với vô số binh sĩ Đại Tống, những người đã vì nước hy sinh, dốc cạn giọt máu cuối cùng nước nhà hả ông nói ông nói đi lưu bình lùi sau một bước đã khó đứng vững hồn bay phách lạc mà nói ta ta